bút tha về năng mi con hết lòng thành cái mặt thứ ba đi dầm đi tha về năng ra cha mi con đem hết lòng thành kính xin pháp lần thứ ba ta ti dầm đi sẵn khăn sa đầy năng chắc cha mi con đem hết lòng thành kính quy y tăng lần thứ ba. Thì sa na ca năng ni phi tăng pháp quy tam bảo trọn đủ chỉ có mấy nhiêu à ma băng tê dạ xin ma na ti ba ta về ra mặt đi sau cái năng sa mạnh dạ mi còn xin qua những điều học là quy tánh xa sự sát sanh à đinh na đa na về làm mạnh đi có bất năng sanh mạnh dạ mi còn xem với những điều học là quy tánh xa chi trồn tóc cà mê su mi cha cha ra về làm mạnh đi có bất năng sanh mạnh dạ mi còn xem với những điều học là quy tánh xa chi tà hạnh buộc xa qua đa về là mình đi sắp thọ với năng sinh mệnh dạ mi còn xin với những điều học là quy tánh xa sự nói dối sự ra mê ra nhà mạnh chập và mạnh đắc hạ nam về là mình đi sắp thọ với năng sinh mệnh dạ mi còn xin với những điều học là quy tánh xa sự uống rượu và các chất say Pana tibhata vue ramani sikha padam samadhyami con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sắc sanh adinadana vue ramani sikha padam samadhyami con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp khamme sumiccha chara vue ramani sikha padam samadhyami con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa thị tạm musawada vue ramani sikha padam samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối sura me rajamap chappama dapthana vue ramani sikha padam samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và cắt chắc sai. Ít mà nị bánh chá chí khá bạc đá nị xá thu căng tà tô á ngập bá mà đê nà nị chá ca lăng sá mà rắc kỳ tạp băng. Chư Phật tử sa vi tọa trì tâm quy vùng ngũ giới nơi tâm bảo rồi có ráng với những hình theo trên đời trong sạch bình có dễ vui. Sì lê na sô ca tinh doan tị sì lê na phu ca sâm bá đa sì lê na ni phu tinh doan tị ta sâm ma si lăng vụ sô thát dê các chúng sanh được sanh về có trì cũng nhờ giữ giới được giàu sang cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các thế cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhân sa thu sa thu sa thu lầm thay út ta mằng về na quanh đề hằng thà đa phần tùm qua rút ta mằng bút thề vô kali tô đô sô bút thô kamatu tăng ma mằng Út ta mang ghê na quanh đề hằng thầm mạnh cha đốc quý thần qua rằng thầm mê vô ca li tô đô sô thầm mô ca ma tu tăng ma mang Út ta mang ghê na quanh đề hằng sẵn khanh cha đốc quý thổ ta mang sẵn khê vô ca li tô đô sô sẵn khô ca ma tu tăng ma mang
Con xin cung thỉnh sư Chí Đức cầm mic để chúc phúc cho đạo tràng. Con xin mời sư. So what kind of toys of the tover and the whole bush has as an air or goes to toys as a play, yaddy freeze at Talatam. To the tover and the whole bush has as an air or goes to toys as a play, yaddy freeze at Talatas. To the tover and the whole bush has as an air or goes to toys as a play. Thị nhà thị thiên tụ, xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo tụ. Xin cho các thiền tín phải bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Y đằng nhô nhà tì năng hồ tu sĩ ta hồng tư nhà ta vô, y đằng Y đằng nhô nhà tì năng hồ tu sĩ kích ta hồng tư nhà ta vô. Y đằng nhô nhà tì năng hồ tu sĩ kích ta hồng tư nhà ta vô. Y đằng quả ta mê phùng nhằn a sa quắc ca dạ qua hằng hồ tu. Y đằng mê phùng nhằn nít bà na sa phát ca vô hồ tu. Ma ma phùng na phát rằng sắp ta sắp ta năng phá chê ni. Để sắp bề mê sắp mạng phùng nắp phát rằng là bằng tu. Xà tú xà tú xà tú lành thay. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sập lần đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sập lần đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch lầm đây hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm. Do các phước báo mà chúng con đã trong sạch lầm đây hãy là pháp duyên lành để trở duyên chứng đắc Niết Bàn. Xin chia sẻ phần phước đã tạo trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh đều được hưởng đồng đều cả thể như nhau. Xa thú xa thú xa thú hồi hướng chư thiên ạ. À. Akha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga ma ti ca phùng nhan no anu mô đành tu chích rằng các hành tu sa sa năng a cha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga ma ti ca phùng nhan no anu mô đành tu chích rằng các hành tu no ga ru a cha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga ma ti ca phụng nhanh nô anu mô đành tu chích rằng rắc thành tu nhà ta vô. A cha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga ma hít ti tha. Phụng nhanh nô anu mô đành tu chích rằng rắc thành tu pha ni nô. A cha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga ma hít ti tha. Phụng nhanh nô anu mô đành tu chích rằng rắc thành tu nô sa đà. Xin hồi hướng chư thiên, sao con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc à. Dằng tình cu sa la cầm bằng các tâm bằng phi đi dằng ma ma sa về na hòa cha ma ma sa phi đa xề su chấp tăng chấp tăng về sắc ta sanh như nhô ác chi về các sắc ta a sanh như nhô các tăng phùng nắc pha lăng mây sắp đề thả gì pha hoàng tu tề về tăng các tăng su vi đinh tăng đinh năng phùng nắc pha lăng mây già về các tha ta na cha nằm ti đề hòa gần toàn quê đã dùng sắp đề lô khâm khi về sắc đà chiều văn ta hà rắc hề tu khà ma nhung nhằn bộ cha năng sắp bề la băng tu ma ma xề ta xà ti. Con xin tắc bạch thỉnh pháp sư ạ. Ê quang sa hầm tắc tì râm ma ba ga quanh tăng a tha chắc ta tùng hì ba quê na tăng bức thô ca rung nghề na thi hòa sa gia tạnh hà vúc thà gia phà đề nam mi gia đa văn ta tô ga tô phần cháu gấp già đã vô này về a mặn hà về chi thầm ma tô ta tô pháp bù ti sam ta ta tô pháp bù ti sam phúc thô a nu na thầm ma đề sa năng
Thakavata ni de se ni satta nang akasi thakam te na sa tu ai yo ban te de se tu tham ma de sa nang sabba yita palisa yanukam thang khi kha ta we. Phạm Thiên thành kính khẳng khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng bị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giả, ngày dời chân sang, thiết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy tính diệu pháp từ, đó là nhóm Trần Kỳ Trần Như, được ném hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hải giáp vạn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Con thỉnh cung thỉnh sư Liễu Tông cầm mic trước để thử máy và để trả lời những câu hỏi của các quý vị trong đạo tràng. Con xin thỉnh sư Liễu Tông ạ. Con chúc sư có một ngược ngày được an vui. Nam mô Tát Sa Pha Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bồ Tát Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư Khất Sĩ Nam Khất Sĩ Nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thà Dạ. Nam mô Bụt Thà, mô Tham Mai Dạ, mô Sắc. Hai kinh lễ ngài Liễu Tông, kinh lễ thượng tọa Thanh Tâm, kinh lễ thượng tọa Quán Không, kinh lễ sư Pháp Phước Sang. Kính chào cô tu nữ Như Pháp, kính chào chư thiên nam tín nữ. Hôm nay là ngày Phật pháp vấn đáp, được ngài Liễu Tông quan lâm để giải thích những sự thắc mắc trong sự tu tập của chúng ta. Đây là một cái ngày rất quan trọng. Quý vị trực tiếp đưa tay hoặc là quý vị có thể đưa lên những sự thắc mắc qua những cái dòng chat chat. Đừng để thời gian trôi qua. Mong quý vị quan hỷ ha. Sĩ Pháp Nguồn Lào Cai có thể làm thị giả cho ngài Quán Không được không? Ngài Liệu Tông được không ạ? Alo, Sĩ Pháp Nguồn Lào Cai và Sĩ Meta, quý vị cái mạnh dạng trực tiếp đưa tay hoặc là quý vị có thể tế chát những cái dòng thắc mắc lên đạo tràng. Mong quý vị quan hỷ ha. Rồi, mời Sĩ Pháp Nguồn Lào Cai đi làm thị giả cho ngài và đặt câu hỏi đầu tiên ha. Alo, xin thấy cái bàn tay của Sĩ Pháp Nguồn. Rồi, sa thú, sa thú. Dạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Chi Đức, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Quán Không, con kính đảnh lễ ngài Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Phước Sang ạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính chào toàn thể đạo tràng ạ.
Con xin phép được hỏi một câu hỏi đầu tiên nhất, con kính mong sư Hoan Hỷ chia sẻ cho con ạ. Dạ. Ví dụ như là một buổi chiều thì chư tăng không có dùng vật thực buổi chiều ạ, nhưng mà Phật tử chúng con không có biết, Phật tử chúng con chỉ thấy là vị ấy đói, vị bị đói thì nếu mà Phật tử chúng con mà tự đi mua gì đó như là cháo chẳng hạn cúng dường vị ấy thì vị ấy cũng rất là hoan hỷ đó. Thì như vậy thì chúng con có bị phạm vào cái luật là mình để cho quý sư ăn chiều như vậy thì có bị làm sao không ạ? Dạ con kính mong ngài Liễu Tông chỉ bảo cho con ạ. Dạ con xin phép được xuống mic, con gửi mic cho ngài ạ. Dạ. Nam mô Bố Thầy, kính bạch chư tọa, dạ kính thưa chư quý vị. Buổi chiều qua chư tăng mà có ông sư mà có lỡ đói bụng hay bệnh hay gì đó thì thứ nhất là có thể dùng nước trái cây, thứ hai là dùng nước ngâm gạo. Thường thường đó trong Bali là để nước ngâm gạo, nhưng mà dịch sách Việt Nam chúng tôi thấy nhiều sách dịch là nước cơm, không phải ngâm gạo, chẳng phải nước cơm. Thành ra nếu mà thấy ông đưa đó mà ông hơi ông ngáp ngáp thì cứ mua mấy nước trái cây, trái xoài, trái chuối cái này cái nọ gì sai ra cho ổng uống vậy nó cũng đỡ đói chứ. Sao phải đem cháo hay đem cái gì ăn vô để cho ông phạm giới chi, mà ông giới mình là cái nhân đeo phạm giới nha. Mình đừng tưởng cái giới đó là giới nhẹ rồi có thể làm được, quý vị nên nhớ giới nặng với nhẹ chuyện nó không quan trọng. Quan trọng cái là nó có cho khả năng cho quả trong cái giờ cận tử của mình hay không. Đó. Nếu có khả năng nó chen vô một cái là không có đường nào mà xin lỗi sám hối về đó. Thành ra Đức Phật vẫn cho chư tăng buổi chiều được dùng nước trái cây hoặc là một số cái loại nước mà mình có thể mình dùng được, chứ sẽ sao không được mà để đi cháo mua đồ làm gì. Cái nào ông sư dùng không được thì mình cũng không nên mua cho ông dùng, bởi vì ông dùng mà ông phạm giới thì mình là cái nhân để người ta phạm giới, không có nên. Còn nếu mà cái dùng đó không có nước gì thì lấy gạo ngâm nước cho ông uống nước gạo nên nấu thành cơm, mà lấy cái trước khi thành cơm thì chắc nước cơm cho uống cái đó cũng không được. Thành ra nên coi lại là giới hạnh của ông sư để mình giúp cho ông trong sạch. Ông không có ăn bữa đó thì chẳng lẽ ông ngáp à, lâu lâu nhịn bữa cũng được mà, miễn sao mình được trong sạch thôi cha. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khá giá. Dạ, con kính tri ân ngài đã chỉ dạy cho con. Nhưng mà nếu như mà vị ấy mà yêu cầu mà nói là sư muốn ăn một chút cháo để mà sư có thêm một chút sức khỏe để mà lát nữa sư giảng pháp, hoặc là sư lát nữa sư uống thuốc thì cái này thì mình có nên không ạ? Dạ, bạch ngài, xin ngài chia sẻ thêm cho con ạ. Nam mô Bố Thầy, gia kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, nên nhớ giới luật là của chính kim khẩu của Đức Phật đặt ra. Mình mà nhịn không được thì mới đáng nhịn, chứ còn này mình nhịn không được thì mình cứ nghĩ cái lời nói của cái lời của Đức Phật nói ra mình không cần tôn trọng hay sao vậy? Nếu là nhà sư là phải tôn trọng. Vì vậy nên nhớ trong kinh Vại Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói rất rõ ràng 84.000 bài pháp đó là thế ngài khi ngài Niết Bàn đã nhớ vậy đó. Này Ananda, pháp nào ta đã tuyên thuyết, luật nào ta đã chế định cho các ngươi, pháp và luật ấy
là thầy của các người khi Như Lai Niết Bàn, nhớ chẳng. Bây giờ mình có đói đi nữa, nếu là ông sư ông tu đồng hoàng không ráng ráng nhịn trong đây nói thế nào đi đó, nói còn yêu cầu người khác nữa. Cô không tin thì cứ lật lật ra coi Đức Phật cho cái ăn cái gì, thì sau này lỡ ông có yêu cầu thì cũng nói giống vậy đó. Đây là luật Đức Phật đặt ra, khỏi khỏi cái bàn cãi chi cho mệt. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ vâng ạ, con xin con đã hiểu được rồi ạ. Vâng, bởi vì là chúng con cũng không hiểu về về cái luật lắm, cho nên là con sẽ cố gắng, con sẽ nghiên cứu thêm và con sẽ cố gắng thực hành theo ạ. Và nói chung là phục vụ hộ độ chư tăng cũng rất là, con cũng hiểu rằng là đôi khi cũng rất là tốt mà cũng rất là không tốt, khi mình không có sự hiểu biết ở trong đó thì sẽ ngược trở lại sẽ gây những cái quả không được tốt đẹp cho mình luôn ạ. Dạ con xin phép được xuống mic. Dạ con kính mời một vị khác có câu hỏi gì thì giơ tay lên ạ. Dạ con xin được xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ cảm ơn Pháp Nguồn cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ Ngài Liệu Tông, con kính đảnh lễ Quý Sư, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Quang Không, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang cùng với quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin có thêm câu hỏi này, xin Ngài giúp cho con. Dạ con có một người bạn mà bị mất ngủ rồi sức khỏe không được tốt, thì người bạn con cũng biết là bệnh mất ngủ hay là bất cứ một cái bệnh gì thì cũng do bốn nguyên nhân mà các ngài đã dạy cho chúng con hiểu, đó là do nghiệp, rồi do tâm, rồi do vật thực, rồi do thời tiết. Thì bạn con cũng quán bốn cái điều đó rồi cũng coi xem xét coi vì sao mà mình mất ngủ hoài, khó ngủ, không ngủ được, thành ra sức khỏe kém đi, rồi cũng làm phước, cũng đi thực làm phước để có thể bớt đi cái bệnh tật, hay là cũng đi bác sĩ trị bệnh nhưng mà chưa có qua khỏi được cái chứng bệnh, sức khỏe yếu kém. Thì con xin hỏi Ngài, theo kinh nghiệm của Ngài thì bây giờ chúng con gặp trường hợp đó thì chúng con phải làm cái gì thêm đây để cho sức khỏe phục hồi? Dạ con kính dâng mít đến Ngài để Ngài chỉ dạy chúng con thêm ạ. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tổ Hiền Nhà Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự nếu mà xét là mình không có biết chắc chắn, nhưng mình xét cái nhân thứ nhất là nghiệp đi. Thì mình ráng cố gắng mình tạo thiện pháp, bởi vì mình nhìn đời sống hàng ngày của mình tạo ác pháp nhiều hay thiện pháp nhiều. Thì ráng cố gắng tạo thiện pháp thì nhiều. Cái thứ hai, nhân do tâm, thì mình coi những cái gì mà trong đời sống hàng ngày của mình đó, nó làm cho cái tâm mình nó có nhiều phiền não hay không. Ví dụ như người trong nhà hay người xung quanh có những hành động gì đó, nó làm cho cái tâm nó phiền. Hay là tối mà tới giờ nằm nghỉ, cái đó mà mất ngủ là vậy rồi. Cái thứ ba, mình coi vật thực, những cái điều vật thực mình ăn trong ngày hay trong cái khoảng thời gian gần, có những cái nào nó làm cho mình khó chịu hay gì đó.
Rồi mình xem thêm thời tiết nữa, có nóng lạnh gì đó cho nó có là thuận lợi cho cơ thể của mình hay không, thì mình cứ mình bớt ra từ mình làm. Thì thay vì mình thí dụ như thường ngày đó mình ngủ nó không có đúng giờ, mình thức này kia, hay là mình làm việc nhiều quá nhiều, hay là mình suy nghĩ gì nhiều, nó cũng làm cho cái cơ thể mình nó không có bình thường. Thì mình phải tìm hiểu nguyên nhân nó là những cái gì để mình có thể mình giúp cho cái đó nó được. Ví dụ như bây giờ đó mình ráng cố gắng mình tạo cho cái tâm mình nó được thanh tịnh đi. Ví dụ như mình nói là tụng kinh, tụng kinh Pali, bài Charani hay bài gì đó. Thì bây giờ thay vì cái tới cái giờ ngủ đó, trước khi ngủ chừng một tiếng hồ đó, mình ráng mình tụng tụng rất nhiều cái bài kinh mà liên quan tới cái đó, thì nó giúp cho cái điều kiện của cái tâm mình nó sẽ dễ ngủ hơn là mình đi mình suy nghĩ chuyện khác. Nó có nhiều chuyện, trong bốn chuyện đó là mình cứ mình suy đó. Cái thứ hai, những cái vật thực nào đó mình ăn quá nhiều là chất mỡ hay quá ít rồi này tiêm chồm nó, mình coi lại cái nào cho nó cân bằng cái điều kiện của cái cơ thể mình đó, thì nó sẽ giúp được rất nhiều chuyện. Mình coi mình xét từng cái thì nó sẽ giúp mình rất nhiều chuyện, không có gì đó. Chứ còn nếu mình không xét thì mình cứ làm theo ý mình. Mình chẳng cần biết gì hết, mình nghĩ tới giờ đạt. Rồi nằm xuống thở dốc, hay là nằm xuống rồi mới nghĩ tới chiều giờ chưa ăn cơm, ăn cơm xong hỏi. Thường thường 10 giờ đêm ngủ đi, chứ mà 10 giờ, cái 10, cái 20 giờ cái lấy cơm ăn tại đó bụng, ăn vô sao ngủ. Đó. Hoặc là những cái chuyện gì mình giải quyết chưa xong là mình cứ ngồi suy nghĩ rồi không biết cái chuyện nó như thế nào này kia xong đấy rồi làm sao. Thì mình dựa vào những cái nguyên nhân đó để mình xét vào cái cơ thể mình, cái đời sống hàng ngày của mình nó dính vào cái nào, rồi mình bớt mình thêm làm một tìm cách để cho nó quân bình lại, thì dĩ nhiên sẽ trị được cái chất mất ngủ chứ không có gì đó. Chứ còn nếu mình không làm đúng vậy thì chắc chắn là bị hoài. Bởi vì cái những cái nhân đó nó nằm trong người mình chứ không nằm đâu xa đó. Mà mình không thấy cái nhân đó thì nó sẽ kiếm chuyện với mình hoài. Mà nó kiếm chuyện với mình thì mình càng bực, mà mình càng bực thì mình càng thức đêm. Chứ không phải càng ngủ rồi nha. Thì về coi lại những cái điều kiện đó thì sẽ biết nó như thế nào. Từ từ bớt lần lần thêm cái tếu như thế nào đó. Ăn uống như thế nào để cho nó quân bình rồi này kêu xong. Thì chắc chắn là cái bệnh mất ngủ nó sẽ bớt đi, hoặc là nó sẽ không còn nữa. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Thầm Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Dạ, con kính cảm ơn Ngài rất là nhiều. Dạ, con nói lại với bạn con để bạn con thực hành theo lời của Ngài. Dạ, con kính cảm ơn Ngài. Xin kính tri ân Ngài. Xin huynh tu học Phật Pháp có câu hỏi gì không thì đặt câu hỏi lên cho Ngài trả lời ạ. Dạ, con xin phép được xuống mic ạ.
Dạ, bạch ngài chắc là còn sớm quá nên là ít người vào nên chưa có câu hỏi gì đó. Con xin phép ngài cho con xin được hỏi thêm một câu hỏi này, mong ngài chỉ thêm cho con ạ. Như là ví dụ về cái giới nói dối đó thì chúng con tất nhiên là những là phàm phu thì rất là hay bị mắc phải cái giới nói dối này ạ. Đã, nhưng mà nếu mà nói dối để mà cho người khác họ có lợi thì như vậy thì mình có nhẹ hơn là khi mình nói dối để mà làm cho người khác khổ đau không ạ? Dạ, con xin phép được xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tổ hiện giả, kính thưa chư quý vị. Được Phật đã dạy rồi, không nói đúng theo lời là được, đúng theo lời, đúng theo chánh pháp thì nên im lặng. Mắc gì họ phải đi nói để thành nói dối, phải không? Vì là nhớ đó, cái chuyện nói dối không phải là chuyện dẫn chơi được. Bởi vì khi mình nói mà mình ráng cố gắng để mình làm cho vừa lòng người ta đó, nó nguy hiểm cho mình. Thành ra có những trường hợp mà mình không thể nói được sự thật thì tốt nhất là im lặng. Chứ không thể nào là mình kiếm chuyện mình nói dối để cho người ta được vui, được này, được nọ. Người ta vui. Nhưng mà mình đi xuống thì mình thích không? Hay là chờ lúc thấy Diêm Vương mất mắt rồi lúc đó mới hối hận. Đấy không? Nhiều người ở đời mất cái là mình hay nói, mình sợ người ta buồn cái mình nói. Cho để cho người ta vui đó mà người ta đi, nhưng mà nó giúp mình đi xuống rồi mình chắc cũng vui theo nó rồi. Nó không có nên, mà nhiều khi nó mình có nhiều người ở trong cái vị thế mà nói cái kiểu đó còn nguy hiểm cho người khác hơn nữa. Hồi xưa đó có người ở bên Thái, có người con cháu họ kể chúng tôi nghe, chứ còn kêu thật cho mình xuống không có rõ bao nhiêu. Và cái ông đó, ông bị bệnh ung thư đợt cấp mấy đó không biết. Ông có nói thật với bác sĩ, ông nói là nói thẳng cho ông biết rồi, còn bao lâu nó sống rồi để ông về ông chia tài sản cho con cái này kia hết. Để cho ông đi cho nó thoải mái. Không biết ông bác sĩ ông nói làm sao đó không biết. Mà ông không có chia tài sản chia gì mà ông nằm cứu rủ cả trong phòng ông tuần lễ sau đi luôn. Đó. Mình nói để cho người ta, mà dầu rằng mình không muốn nói, dầu rằng người ta yêu cầu cái lời thật là nói thật sự để người ta làm chuyện đó đi, nhưng mà quý vị nên nhớ đó, phàm nhân đó, nghe thì chết là chuyện lớn rồi. Chứ không phải người ta nói ông chắc còn chừng 2 tháng nữa. Mình ngồi mình chờ tới 2 tháng nữa mình chết rồi, biết vậy, biết người bệnh mà cái đầu óc cứ sợ hãi vậy đó, nó nguy hiểm chứ nó không phải là chuyện chơi. Nên là tốt nhất là không nói được lời chân thật là không nói, chứ đừng nghĩ mình biết rồi mình nói để cho người ta vui, nói để ấy, nó khoảng tác dụng ngược, rất là nguy hiểm ha. Chứ không phải không, mà nhớ mình nói người ta trước sau gì mình cũng dính. Tại sao mình đi nói, mình khuyên người ta mà mình để mình dính vô cái quả lớn gì vậy? Phải không? Nam mô Bố Thầy ạ. Dạ, con kính tri ân ngài ạ. Dạ, ví dụ như là những cái người khác thì mình không có nói, là những cái lời nói để mà nịnh nọt người khác thì chúng con hiểu rằng là mình không nên nói. Nhưng ví dụ như là mình đang bị bệnh hoặc là cuộc sống của mình nó cũng không được hạnh phúc, thế nhưng mà khi mà ba mẹ mà gọi điện hỏi thăm ấy, thì không muốn để cho ba mẹ buồn ấy, thì con có thể nói là con vẫn khỏe mạnh và con vẫn hạnh phúc. Thì như vậy đối đó thì con nghĩ là nó không có hại cho ba mẹ, mà để cho ba mẹ được yên tâm ấy. Thì như vậy thì có bị phạm tội nhiều không ạ? Dạ thưa sư. Nam mô Bố Thầy gia kinh bạch chư tổ hiện giả, kính thưa chư vị.
Nghĩa là nói trắng ra là nên trắng 1 giờ 100% là cái chuyện nói không đúng sự thật đi. Bởi vì khi mình nói vậy đó, nếu có người nào họ biết mình mà cho ông già bà già hay là mình nói không đúng sự thật, mình đang bệnh rồi hỏi ông già bà già vui lắm hả? Mình nên nhớ chuyện đó, nó không phải là chuyện dở. Nghĩa là mình cố gắng, nếu mình không muốn nói thì mình tránh, là mình nói chuyện khác. Chứ mình đừng có bao giờ mình nói chuyện nó không có thật. Mình tránh mình nói chuyện khác chứ. Để cho cha mẹ nói 5-3 điều con chuyện, quên chuyện đó đi chứ. Chứ còn mình nói chi chuyện hay chuyện không có đúng sự thật chứ vậy. Mai mốt cha mẹ biết họ cha mẹ có buồn không? Mà chính mình đã làm chuyện không đúng rồi nữa. Nên suy nghĩ lại không? Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, sa thứ ạ. Em kính cảm ơn Ngài ạ. Như vậy là mình sẽ tuyệt đối luôn là ý chỉ, dù là lời nói đó nó có tốt đẹp cho người khác hay là cho mình hay không, nhưng mà nó cũng không đúng sự thật thì không nên nói. Đã. Con xin kính tri ân Ngài ạ. Đã. Con xin gửi mấy tới đạo tràng, xem ai có câu hỏi gì thì xin được hỏi ạ. Dạ, con xin được xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, và con kính đảnh lễ ơn Đức Sư, con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và xin kính chào với đạo hữu trong đường chàng. Dạ, các điện thoại của con sao mà nó cứ không cho con cầm mít hoài. Dạ, thưa sư, dạ, sư cho con hỏi là có một cái chỗ này con chưa có hiểu, thưa sư. Con nhìn ở trong cái biểu đồ quy diệu pháp đó, con thấy có mấy cái con số đó, thì con có hỏi thì con được vị sư dạy cho con đó, là những con số đó là như cái phần tâm sở đó, thì nó phối hợp với các tâm. Còn phần tâm thì phối hợp với các tâm sở. Vậy thưa sư, như vậy thì con không chưa hiểu là như khi nào thì tâm sở phối hợp với tâm, thưa sư. Và rồi khi nào thì tâm nó phối hợp với tâm sở, thưa sư. Và sư dặn cho con chỗ này, và con kính dân mít lại cho sư. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Nghệ Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Tâm thì tâm sở nó phù hợp với tâm, và tâm sở nó phù hợp với tâm sở. Nên nhớ chuyện đó. Thí dụ như cái tâm tham đầu tiên á, nó có 19 cái tâm sở đi theo. Thì hỏi cái tâm sở nó đi theo bao nhiêu tâm sở khác. Nhớ chuyện đó. Chứ còn cái tâm nó chỉ có một cái thôi. Thành ra nó mình nói ngược lại không có được. Nhưng mà tại tâm sở nó nhiều. Ví dụ như trong 19 cái tâm sở mà đi theo với cái tâm thứ nhất đó, mình lấy một cái tâm sở ra, mình nói nó có bao nhiêu cái tâm sở khác đi theo nó. Ví dụ mình lấy tâm sở si ra, mình nói có bao nhiêu tâm sở đi theo nó. Thì cái trong 19 đó đó, 19 cái tâm sở đó, thì chỉ lấy nó ra thì là 18. Là mình tính là tính như vậy. Chứ không có tâm sở phù hợp với tâm, chứ không có sự ngược lại. Tâm sở phù hợp với tâm và tâm sở phù hợp với tâm sở. Nhớ vậy là mình tính ra như vậy. Không mong bất thải vậy. À, dạ, con xin kính chào sư. Rồi cái chỗ này nữa là thưa sư, con thấy cái tâm sở hỷ, tâm sở hỷ thì nó phối hợp với 51 tâm có thọ hỷ. Nhưng mà sao cái thọ hỷ thì lại là tính tính có thêm 11 tâm tứ thiền, thưa sư, là nó 66, thưa sư.
Tại vì con nhìn cho mấy con số này con hiểu không được. Dạ, dạ sư giảng cho con chỗ này nữa thưa sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Đó là mình tính theo cái thiện năm chi hay thiện bốn chi. Thiện bốn chi thì nó chỉ có sắc giới, nó chỉ có sơ thiện, nhị thiện, tam thiện và tứ thiện thôi. Còn nếu mà thiện năm chi thì sắc giới nó có sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện, ngũ thiện. Đó. Thành ra khi mình tính như vậy thì mình mới biết tại sao nó có sự khác nhau. Đó. Chứ không có gì đó. Còn có những cái ví dụ tâm thiền bốn chi á, thì nó cái tứ thiền của nó là ngũ thiền của thiền năm chi. Nên hai cái nó phải khác nhau, chứ nào mà nó khác nhau mình phải coi cho nó kỹ là cái lúc đó người ta tính thiền năm chi hay là thiền bốn chi. Mình nhớ chuyện đó ha. Bởi thiền nó có hai loại là thiền bốn chi và thiền năm chi. Thiền bốn chi thì nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng mà thiền bốn chi thì nhất thiền, nhị thiền, nhị thiền là nó có hai cái tâm, có hai cái chi thiền đi theo nó. Nó diệt một lần hai chi thiền. Nhị thiền là diệt lần hai chi thiền. Đó, còn ngũ thiền là mỗi lần lên một bậc thì nó trừ một chi thiền mà thôi. Đó lý do tại sao nó khác nhau là vậy. Nó mô bất thải vậy. Dạ, còn chỗ này để con học kỹ lại, còn chỗ này nó hơi khó. Vậy thưa sư, dạy cho con hỏi thêm một câu nữa thưa sư. Là con nhớ, vậy thì con học chỗ này rồi con mới nhớ lại. Giờ con suy nghĩ, lúc trước con có nghe cô tu nữ Như Pháp có hỏi làm... cô nói cô thấy một cái người bệnh nằm cứ quậy dãy dụa đau đớn gì đó thưa sư, rồi cái người thân mới mời một cái vị thầy tới là tụng 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 kinh tụng chú gì đó, rồi cho cái người bệnh đó uống nước bùa nước phép gì đó thưa sư, thì cái người bệnh đó nằm yên không có đau đớn nữa. Thì cô lúc đó cô có thắc mắc là không biết là do cái ông thầy đó ông làm bùa làm phép cho bà cái người bệnh này hết vậy, là cổ thắc mắc là con nhớ sư có nói là do cái người bệnh người ta lúc đó người ta phát sanh ta có niềm tin ta phát sanh cái đức tin gì đó thì người ta mới được yên ổn cái thân á. Thưa sư, thì ở trong chỗ này con suy nghĩ mà con có thắc mắc đó thưa sư. Dạ, làm cũng như cái đức tin mà nếu mà đức tin chánh tín thì nó nằm trong tịnh hảo, thì nó mới là tịnh thân tâm rồi khinh thân khinh tâm đó thưa sư. Nhưng mà nếu như mà cái đức tin đó nó không chánh mà nó tà thì nó có được cái đó không thưa sư, được cái khinh thân khinh tâm tịnh thân tịnh tâm không thưa sư, cũng là cái đức tin như nhau thưa sư. Dạ sư giảng cho con rõ thêm chỗ này, con bị thắc mắc ở chỗ này nữa thưa sư. Dạ con kính dâng mắt lên cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Học mà không hiểu tịnh thân tịnh tâm nó không nghĩa là cái thân với cái tâm gì vậy đó. Tịnh thân là nó chỉ cho ta cho với tịnh tâm là nó chỉ cho những cái tâm sở đi theo nó, chỉ cho tâm và tâm sở, chứ nó không có liên quan tới mấy cái khác, nhớ chuyện đó. Còn cái người kia mà một vị sư hay một vị thầy á mà lại tụng đây cho ấy đó, là khi mình tụng theo cái điều kiện mà cái người đó người ta phát sanh cái đức tin, mà khi người ta nghe đó tạo sanh đức tin, tức là thiện pháp nó phát sanh, mà thiện pháp nó phát sanh thì nó làm cho tứ đại điều hòa, thì tứ đại điều hòa sẽ giúp cho con người đó nói không có gì đó,
chứ không có vụ bùa phép bùa chú vậy đó. Nhớ chuyện đó, bùa chú bùa thiếm gì không có chuyện đó, không phải là đụng nước uống vô là không phải. Chứ đó là cái phương tiện đó người ta làm, nhưng mà trong những cái bài kinh có thể giúp cho cái người đó làm cho cái tứ đại của họ điều hòa. Tại vì con người của mình á, cái tứ đại nó có bốn cái nhân là nghiệp, tâm, vật thực với thời tiết. Thì cái nghiệp đó mình làm nó điều hòa không được, mà vật thực cũng vậy. Vật thực mình ăn vô rồi là mình cũng làm điều hòa khó mà nó thuốc sột. Thời tiết cũng vậy là tùy, nhưng mà cái sách phát sanh vô tâm đó mình có thể mình làm. Ví dụ cái tâm mình đó, mình là cái tâm bất thiện đó, thì cái sách phát sanh vô tâm đó là cái sách đó nó có cái nhân bất thiện, thì nó làm cho nó con người đó lỡ bệnh là bệnh thêm chứ không có giảm được. Thành ra khi mà người mình tụng, người nghe cái đó, cái thiện pháp hậu phát sanh, thì cái sách phát sanh do thiện pháp đó đó nó làm điều hòa ba cái đại còn lại, thì nó giúp cho người đó là cảm thấy khỏe khoắn nhẹ nhàng, chứ không có liên quan tới mấy cái khác đó. Còn cái tịnh thân tịnh tâm phải vậy, tịnh thân tâm nó liên quan tới tâm với tâm sở mà thôi, chứ nó không có liên quan gì tới cái thân với cái tâm này đó. Học lại kỹ cái thân là cái nó làm gì, tịnh tâm nó làm gì đó, thì mình mới biết được. Chứ còn mình nghe tưởng tịnh thân, mình tưởng cái thân này cái đó là bán của giống là giao hoa dẫn rồi đó. Nam mô Bích Thầy. Dạ, dạ, dạ con hiểu rồi thưa sư. Dạ con xin tri ân sư. Thì làm con hiểu rồi, cái lúc đó cái tâm đó, tâm thiện nó phát sanh thì nó liên quan tới tứ đại. Dạ, không có liên quan tới cái chỗ kia. Còn như cái đức tin của mình thì nó liên quan tới các chi phần của Bát Chánh Đạo phải không thưa sư? Còn tại vì con mới học, con chỗ này con còn yếu lắm thưa sư. Dạ con xin tri ân sư. Dạ con xin cho mít ta cho đạo tràng. Dạ xin mời vị các vị nào đưa tay đặt câu hỏi. Dạ, dạ xin cho mít ta cho đạo tràng. Con xin kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, con kính bạch ngài, cho con xin được hỏi là con thấy là ở trên bảng nêu này nước niết bàn đó là cái cảnh ngoại thời. Thế nhưng mà nó là cảnh ngoại thời. Nhưng mà không, niết bàn nó là nó là ngoại thời, nhưng mà tại sao mà nó lại có thể gọi là nó cũng được xếp vào danh sách là cảnh danh ạ, thưa sư? Cái cảnh của niết bàn nó là danh, nhưng mà thật ra thì nó là cái pháp ngoại thời, đúng không ạ? Thì cái này con cũng không rõ lắm, thì con kính mong ngài ấy, giải thích thêm cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch chư tổ này, dạ kinh thưa chư quý vị. Thì người ta đã chia ra từ đầu rồi, tính pháp là có bốn: tâm sở, sắc với niết bàn. Sắc là thuộc về sắc, còn tâm sở với niết bàn là danh. À, tâm với tâm sở thì danh hữu vi, còn niết bàn là danh vô vi, chứ có ở đâu mà thắc mắc không? Niết bàn nó vẫn là danh như thường chứ là gì đó. Chỉ có sắc mới là sắc thôi, ba cái còn lại là danh. Nhưng mà trong ba cái thì hai cái kia là danh hữu vi, còn cái niết bàn là danh vô vi, nó vẫn là danh như thường. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. À, dạ, vâng ạ, con hiểu rồi ạ. Dạ, con xin phép được xuống mic ạ, con mời một vị khác.
Nam mô Bụt Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Dạ Kinh Địa Chư Quý Vị. Mà ở nhà không có chỗ nào mà ngủ rồi, dạ mà vô rồi mà ngủ rồi, bồ say mê quá. Theo thượng tổ quán không có chuyện gì nói cho anh em nghe coi. Hai ngày nữa, ba ngày nữa tới Tết của Thái của Miến Điện đó, đâu có không có đi dự không? Theo thượng tổ quán không có mặt trước máy không? Lên nói năm mà đều bốn chuyện nghe chả. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ thưa ngài, chắc là ngài quán không đang bận hay sao đấy ạ, con không thấy ngài bắt máy. Dạ xin kính mời Sít Quang Thanh, xem có câu hỏi gì cần hỏi thì giơ bàn tay lên ạ. Dạ có tu học Phật pháp này, huynh có câu hỏi gì không ạ? Dạ con xin được xuống mic, con nhường mic cho mọi người. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sằng Ca Dạ. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tổng, kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, quý cô tu nữ và mến chào các anh chị đạo hữu. Không biết là cái âm thanh của con nói trong room có nghe được không? Dạ, xin cảm ơn các anh chị đã cho biết. Thưa sư, hồi nãy có vị hỏi về cái vấn đề cái giới nói dối ấy. Thì sư, quan điểm của sư là phải tuyệt đối là nói đúng sự thật, không có làm hại cho người, làm hại cho mình. Nhưng mà con coi trong mấy cái chuyện tiền thân á, thưa sư, thì cái lúc mà Đức Bồ Tát còn là Đức Bồ Tát thì cũng có những cái lần mà nói dối. Dạ, và trong đó cũng có nói rằng là có những cái loại nói dối nhưng mà không có bị tội, mà thậm chí là còn được phước nữa. Thì trong đó có dẫn ra một cái câu chuyện là ví dụ như là con, lúc mà Đức Bồ Tát là một con khỉ chúa đó. Lúc Đức Bồ Tát là một cái con khỉ chúa, rồi có cái con cá sấu nó mới lên, nó lên trên bờ, nó mới dụ cái con khỉ đó để mà nó đi ra giữa sông á, để mà nó định ăn thịt hay ăn trái tim gì đó, con nhớ như vậy. Đó, thì con khỉ nó nói rằng là cái trái tim của tôi á, tôi treo ở trên cây á, chứ tôi không có mang theo trong người. Nghĩa là con khỉ đang nói dối. Nhưng mà rõ ràng là cái lời nói dối đó nó giúp cho con cá sấu không có phạm cái tội là sát sinh. Đó, đó là một cái ví dụ. Rồi cái ví dụ là một cái ví dụ khác đó là con nhớ mang máng là nhà vua mà biết về cái vụ mà có một cái người chồng giả làm một cái vị sư để mà đi xin thức ăn để mà nuôi cho một cái người vợ đang bị thai nghén á. Rồi có một cái ông quan cận thần đó, ông mới sợ là nếu mà nói cái sự thật đó ra đó, thì cái người mà giả làm sư đó đó sẽ bị giết, sẽ bị xử hình tử hình. Và ông ta ổng nói dối với người, nói dối với ông vua để mà bảo vệ tính mạng cho cái người đó. Là như vậy thì đó là một vài những cái tích mà để mà minh chứng rằng là cái sự nói dối dù là bằng thân hay là bằng lời, nhưng mà nếu nó không có làm hại cho cái người, không làm hại cho cái đối phương, mà thậm chí là nó mang lợi lại cho cái đối phương đó, thì cái lời nói dối đó theo như trong một số những cái trong cái chú giải giải thích những cái vị đó đưa ra những cái ví dụ như vậy đó thưa sư, thì không những là không có tội mà còn có phước nữa thưa sư.
thì chỗ này chúng ta nên hiểu như thế nào? Dạ, con gửi mic cho sư để cho sư giảng giải thêm về cái vấn đề này. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Nên nhớ đó, tất cả những cái chuyện mà người ta, ngay cả trong kinh điển, tới họ đem tới trong cái khoảng thời gian đó, và họ nói trong khoảng thời gian đó mà thôi. Còn cái chuyện nó xảy ra cho kiếp tới hoặc là cho một cái thời gian khác, không ai bảo đảm là cái lời nói dối đó không có quả. Đó. Bây giờ người vị Bồ Tát muốn dạy mình cái gì đó thì họ dựa vào cái đó để họ dạy cho cái thấy đó, ở cái chỗ đó nên nói dối, nên nói vậy đó, nó không đúng sự thật, nhưng mà vẫn giúp được người ta, thì cái chuyện giúp là cũng giúp có phước. Nhưng mà trong trường rồi cái cuối đời, thí dụ cuối đời, cái lời nói dối đó có ai bảo đảm nó không cho quả không? Đó. Bởi vì nếu mà nó bảo đảm mà nó không cho quả thì Đức Phật đã nói rồi, nếu không nói đúng lời, đúng theo chánh pháp thì nên im lặng như bậc thánh. Chứ từng ngày đâu có biểu là cứ nói vậy đi không sao đâu. Đâu có, thấy không? Thật ra cái đó là chỉ có một phần của cái câu chuyện chỗ đó mà thôi. Nhưng mà sau đó chưa chắc. Thí dụ như bây giờ cái dễ hiểu nè, ông sư làm một cái nhận có một số cái tội đó là mình nói mình sám hối để được trong sạch. Xin thưa quý vị đó, cái sám hối đó nó không có làm cho ông sư trong sạch, nhưng mà nó làm cho cái điều cái ông sư ông không có cảm thấy bực bội bức rứt trong cái khoảng cái điều kiện để ông hành thiền mà thôi. Nếu mà ông không thiền mà ông vẫn có cái đó, chắc chắn gì ông được lên cung trời không? Nó vẫn có khả năng nó cho quả được như thường. Hằng để chúng ta thường thí dụ đó, người đó nói cục lửa nóng, mình không tin mình để vô nóng, rồi giờ mình tới mình xin lỗi cái người nói cái cục lửa đó nóng, hay là xin lỗi cái cục lửa nữa, rồi cái vết thẹo nó biến mất không? Chắc chắn không biến mất, nó vẫn phải để lại một cái điều kiện để nó có thể nó cho quả. Vậy sao chứ làm sao biến mất được? Thì những trường hợp đó là cũng như vậy, trong điều kiện đó nó làm bước, nó làm đúng, nó làm bước. Nhưng mà nếu nó không có điều kiện để nó làm được những cái thiện pháp cao hơn, ví dụ đắc thánh này nữa, đắc thánh thì nó có thể nó tránh khỏi cái đó được, nhưng mà còn không tạo được những cái thiện pháp mạnh hơn chưa chắc. Thì nó mình dẫn cái đó không được đó. Nghĩa là Đức Phật cho phép chư tăng sám hối, nhưng mà sám hối không phải để sạch cái lỗi đó, nhưng mà để giúp cho mình đừng có dính mắc vào cái lỗi đó, để mình có thể mình hành thiền, hành để được cái pháp cao thượng mà thôi. Chứ nếu mình không được cái pháp cao thượng, mình vẫn đi xuống như được như thường, chứ làm sao không đi. Nên mỗi chuyện nó đều có cái khoảng thời gian của nó, nhưng mà đừng có nghĩ thấy vậy là làm cái đó có phước. Đồng ý là cái trong câu chuyện đó, chỗ đó, thời gian đó có phước, nhưng mà cái thời gian khác cái đó nó dẫn theo nó cho quả xấu, chứ làm sao nó cho phước được, thấy không? Mình nên nhớ cái thời gian nó có liếm mịch trong những cái công chuyện làm đó. Nam mô Bổn Thầy Gia. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ, nhưng mà tại vì ở trong cái cuốn của ngài Hộ Pháp là cái cuốn quyển số 2 về hành giới, thì ngài Hộ Pháp có liệt kê ra một số những cái trường hợp mà cái vấn đề dối không những không có tội mà còn có phước. Dạ. Và đưa ra một số những cái ví dụ như vậy. Còn ngay cả cái vấn đề mà như là quan điểm của sư nói rằng là nếu mình không có nói thật được á, thì mình im lặng á, thì nó cũng có những cái trường hợp mà mình im lặng á, mình bị phạm cái giới nói dối. À, có những cái trường hợp mà nếu như là người ta hỏi mình không trả lời,
thì mình vẫn bị xem như là mình phạm cái tính, bị phạm cái giới nói dối. Còn lấy ví dụ như một vị tỳ kheo phạm giới, rồi hỏi rằng là có bị phạm giới hay không, một vị tỳ kheo đó là im lặng không trả lời về cái sự thật đó, thì như vậy rõ ràng là cái sự im lặng đó vẫn là một cái sự gián tiếp, ở trong đó nó vẫn có cái chủ ý, nó vẫn có cái chetana, cái chủ ý của cái sự nói dối ở trong đó. Như vậy thì đâu phải lúc nào mình im lặng cũng là tránh được sự nói dối hay không, thưa sư? Và con gửi mic lại để cho sư giảng dạy về cái vấn đề có khi nó có bị rơi vào mình phạm cái giới nói dối hay không. Và con gửi mic cho sư. Nam mô Bụt Thầy, gia kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nên nhớ cái trong chúng tôi không nhớ câu kinh Vô Cứu rồi đó như thế nào. Chúng tôi nhớ là, nhưng mà kể cái chuyện cái vị tỳ kheo đó hằng ngày tới cái nhà đó để nhận bát đó, thì bữa đó đó cái có ai đưa cái hộp sòn kim cương gì đó không biết, mà ông đó không làm gì rồi cái hộp sòn kim cương nên cái con ngỗng con gì trong nhà nó quất á, nè ông đó ông ra ông hỏi ông sư này, hỏi ông có thấy, ông có lấy cái kia của tôi không, rồi ông làm sao? Ông bị đòn tiêu điệu muốn học máu đeo nhưng mà ông nói. Rồi cái con ngỗng đó nó mới tới nè hòe gì đó, ông này ông tức quá ông đá vào cái bọn một cái con này chết. Thì ông sư đó ông đang ngáp ngáp đó mà ông hỏi à, con ngỗng có chết chưa, nghe không? Thì ông nói là nếu mà con ngỗng chết rồi thì tôi nói, còn nếu mà chưa, tại vì nó chưa chết tôi cũng không nói, bởi vì mình nói cái đó đều nói thật cũng gây chết người, ông không nói đó. Vẫn có cái hậu quả, nhưng mình không thể nói cái hậu quả đó là hậu quả của hành động đó, mà cái hậu quả đó có thể là cái quả của cái kiếp này, cái gì trong kiếp nào trước, làm sao ai biết được. Thành ra khi mà lôi cắt bụng ngỗng thấy cái đó rồi bây giờ lại xin lỗi thì cũng đã muộn rồi, thấy không? Đó. Nhưng mà cái là nhớ là cái nhân quả nó tùm lum nhiều chuyện, chứ mình đừng lấy một chuyện cho đó rồi mình nói cái đó nó có lợi, cái đó nó phải có phước rồi này kia, đồng ý là tại chỗ đó nó có phước, chỗ khác chưa chắc. Hoặc là sau này đó cái điều nó dối mình đó, bây giờ nó tạo phước thiệt nhưng mà kiếp sau hai kiếp nữa chắc chắn gì nữa nó giúp mình à, hay là giúp mình đi xuống, thấy không? Đó. Thì cái chuyện đó trong kinh Vô Cứu rõ ràng đó. Nghĩa là có những trường hợp đó, thà mình giữ cái sự chân thật hơn là mình nói ra. Dầu rằng mình giữ mình cũng bị đòn bá thở luôn, thấy không? Đó. Đâu phải dễ đâu. Thành ra mình dựa vào một số cái chuyện người ta đem ra, ta nói trong khoảng thời gian nào đó, chứ ta không nói khoảng thời gian trước đó hoặc sau đó, rồi mình cho rằng cái đó là 100% là không có được. Dĩ nhiên lúc đó nó có thể nó có quả tốt đó, sau đó thì như thế nào không ai biết được cả. Là chắc chắn mình cái điều mình nói xấu thì sau đó cái quả sau đó chắc chắn là nó không thể là được phước báo được. Nếu mình làm bậy mà cái nó vẫn có phước báo à. Tốt nhất là không nên nói dối. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Bụt Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô quý trường hữu trí thức trong đạo tràng. Dạ, kính bạch ngài thì trong kinh có cái đoạn đó là một vị sư đang ngồi để hành thiền thì thấy một cái người phụ nữ đi ngang, rồi khi ông chồng đuổi theo tới hỏi thì có thấy hay không, thì cái vị sư đó đứng dậy và nói rằng từ khi tôi đứng đây thì tôi không thấy cái người phụ nữ nào đi ngang cả. Thì cái trường hợp mình lách luật như vậy nó có được hay không bạch ngài? Còn trường hợp thứ hai nữa là chính bản thân con á, thì hồi ở cái ngày hồi nhận mà buổi sáng ôm bạc để đi khất thực á, thì đến trưa thì trời nắng, thì con tự nói với mình là
à, không, mình đang đi giữa về ánh trăng, mình đang đi giữa ánh trăng. À, thì à, rồi thì con đi, à, mặc dù đi giữa trời nắng nhưng mà con cứ nói là con đi giữa ánh trăng. Thì như vậy cũng phải là cũng là đang lợi dụng của chính mình hay không? Dạ, con xin dẫn đến ngài ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch trên tàu này, dạ kính thưa chư quý vị. Thì mình cứ dựa vào những cái chi pháp liên quan tới cái điều đó thì mình mới mình biết rõ ràng là mình có nói được nó thật hay nói không thật chứ đâu. Ừ. Là cái đó chỉ có mình mới quyết định được thôi, chứ còn mình nói gì sao không được. Nhưng mà nên nhớ những cái chuyện mà mình được ghi trong kinh điển hay được mình nghe trong sách vở đó, mình phải cẩn thận. Tại vì ai cũng vậy, họ đem cái vụ đó ra trong khoảng thời gian nào đó mà thôi. Chứ không thể, họ không thể nói mà nên nhớ cái quả của mình nhiều khi trong kiếp này đó, mình nhận được cái quả đó nó từ A Tăng Kỳ kiếp về trước chứ không phải là mới đây. Đó. Nó vẫn theo được như thường chứ làm sao nó không theo được. Mà nó theo lúc nào thì mình đổ lệ lúc đó thôi. Nhưng mà nhiều người không có để cái đó, thì nó mỗi lần bị cái gì nó tôi bị quan chứ tôi bây giờ tôi làm gì xấu đâu, mà bây giờ tôi phải nhận được cái quả đó. Nói không? Nên nó có những cái mình không có ngờ, khi mà nó cho quả rồi, mình cứ than trời trách đất. Nhưng mà khi mà nó đổ quả cho mà mình rồi là cái đó, điều đó liên quan tới mình, chẳng thể nào nói là không có liên quan gì cả. Vẫn liên quan như thường, sao không liên quan được. Nhưng mà nó phát sanh lúc nào mình không biết, ngoài trừ có những bậc như Đức Phật thì ngài mới nói ra kiếp trước nó giờ này nó vậy vậy, bây giờ nó vậy vậy, thế đó là đó. Thành ra những cái gì mà nó không phải nói cho nó không có thì mình nên cẩn thận, nên suy nghĩ đàng hoàng. Chứ còn mình cứ nói mình chỉ thấy cái lợi ngắn mặt, nhưng mà sau này nguy hiểm chứ không phải không. Bởi vì mình đâu có thể sống một ngày, hai ngày, một kiếp, hai kiếp. Còn quý vị có muốn làm vậy, quý vị, nếu quý vị có tha tâm thông cứ chắc chắn là mình sẽ đắc quả đầu quả ra tứ thánh quả trong kiếp này đi, thì mình muốn làm. Chứ còn không thì nên cẩn thận cho mình dẫn mà không có được. Bởi vì cái nghiệp nó liên tục bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp thôi. Nên bây giờ mình có thể mình nói cái đó, mình tưởng đâu chuyện nhỏ. Không có chuyện gì nhỏ cả. Quý vị nên nhớ một cái chuyện. Người đời ta chỉ nói còn nửa chuyện thôi. Cái gì mà thân khẩu ý cái mà mình chưa có làm là mình là chủ nhân của cái hành động đó. Tức là mình là chủ nhân của cái nghiệp loại đó. Nhưng mà khi mà mình đã hành động rồi, mình là nô lệ của cái đó liền. Nó sẽ theo mình dài dài. Nó theo mình cho tới khi nào mình đắc tứ thánh quả và mình và đi nếp hà ná mà thôi. Nó vẫn theo được như thường. Chứ đừng nói là nó không có theo. Đó. Bất cứ mọi trường hợp. Nó không có tha mình. Anh là cẩn thận. Nó mua bất thai giá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì con kính lễ cho Tôn Đức Tăng thỉnh giao với cô kỹ thường một thức trong đạo tràng. Và trong một cái đoạn kinh thì con nhớ là khi ngài Xả Lợi Phất mà bị bệnh á, thì có một quý vị sư hỏi là ngài một lần bệnh như vậy thì dùng cái gì thì nó hết, thì ngài nói là dùng chảo. Thì cái vị đó đi khất thực đem chảo về rồi dâng lên ngài Xả Lợi Phất, nhưng mà ngài Xả Lợi Phất lại không dùng. Như vậy thì cái trường hợp này nó có nằm trong giới luật hay không, hay là có thể được dùng bạch ngài? Và con xin dâng với tỉnh ngài. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nghĩa là nó chỉ nằm một nửa trong giới luật thôi, tại vì lúc đó là ngài không có, ngài nói ra nhưng mà ngài không có tác ý là muốn có cái đó. Nhớ ngài không có tác ý là muốn có cháu.
Nhưng mà Ngài đã rỡ miệng nói ra, giống như ông sư bây giờ, quý vị biết ông sư bây giờ mà nói để cho Phật tử nó hiểu, mình muốn có cái đó là nói dần cho mình là mình nhận là mình phải nisaki, chứ không phải giỡn đâu, phải đem xả bỏ chứ xài không có được. Đó, chứ không phải không đâu. Ngài, bởi vì Ngài Sở Di Bồ Tát là Bậc Thánh Tứ Minh Quả, thành ra Ngài thấy vậy Ngài mới không dùng. Nhưng mà của Ngài là chưa có đủ đồ. Bởi vì Ngài đâu có nói là tôi muốn ăn cái đó đâu. Nhưng mà có người hỏi Ngài thì Ngài nói vậy thôi. Nhưng Ngài đâu có muốn có cháo ăn đâu. Cho nếu mà nói vậy xong mình muốn có cháo ăn, là ta đem tới người ta dân là mình cái đó là nít sạc đi liền. Ngài vẫn phạm như thường chứ làm sao không phạm được. Có miệng nói không được. Nên ông sư đi xin á, xin bằng sự im lặng, xin bằng thân chứ không có xin bằng khẩu. Cái thân mình mà ôm cái hình bát người ta biết là mình đi xin á, chứ không giống như ăn mạng mà là xin bằng khẩu, lên tiếng nói rồi này kia, sợ gian xin. Còn sư là không có được quyền mở miệng trong mọi trường hợp. Ta hiểu sao, ta hiểu, ta cho gì cũng có, chịu có đổi. Thành ra, Ngài Sở Di Bồ Tát, Ngài nói, Ngài có nói cái đó. Nhưng mà không phải Ngài nói để Ngài được cái đó. Thành ra hình như là cái chuyện đó là ông... có ông chư thiên nào đó ông nghe được ông báo ngoài cái chỗ ấy đó, cái chỗ mà ngày hay đi chơi bên ngoài, ông báo là ôi ông ngày đó ngày bệnh ngày cần tôi cái thứ đó đó. Nhưng mà tại vì ngày sẽ tại ngày là bậc thánh là đang ngày biết, tại cái miệng mình nói ra, dầu rằng mình không có thật ý để có cháo, nhưng mà tại cái miệng mình nói ra thì ngày cũng không dùng. Nhưng ngày bậc thánh là ngày không dùng cho mình à. Có cháu là quốc liền. Nằm mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú, con kính tri ân Ngài. Con kính tri ân Ngài Quán Không, kính tri ân huynh tu học Phật Pháp đã đặt thêm câu hỏi để cho con được sự hiểu biết thêm. Dạ, con thấy là nếu mà về vấn đề này thì nguyên cái giới luật để mà Phật tử né tránh thì là cũng đã rất là phong phú và rất là nhiều như vậy rồi. Thì các vị tỳ kheo đã được học thì chắc chắn là cũng sẽ hiểu được rất nhiều là làm sao mà hành cho nó đúng và cho nó tránh né được cái gì thì tốt cái đó. Dạ. Con rất là tri ơn Ngài đã chia sẻ và chỉ dạy cho chúng con. Dạ. Con xin được xuống mic, con mời một vị khác ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, con kính tri ân sư. Và cái vấn đề về nói dối này thì chắc cũng còn nhiều cái quan điểm. Dạ, một quan điểm cũng còn trong cái nhiều cái những cái trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Dạ. Con lấy ví dụ như là ở ngoài đời thường á, ví dụ như là cái vấn đề về ông già Noel chẳng hạn. Đó là ai cũng nói dối hết. Dạ, ai cũng nói dối với con nít, con cháu của mình hết, đúng không? Mà nó mang lại cái niềm, nó cái niềm hạnh phúc, cái niềm hạnh phúc cho một cái đứa bé. Anh chi rằng là nó có những cái sự nói dối mà nó rất là phải nói là gì, rất là nhân bản. Mà thôi, cái này nó là cái vấn đề, nó cũng có nhiều cái quan điểm chỗ này. Con ghét cái vấn đề đó qua một bên, chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà rõ ràng là con có đọc ở trong cái cuốn quyển số 3, cái cuốn về hành giới của sư hộ pháp đó, thưa sư. Thì sư có nêu ra một vài cái trường hợp đặc biệt là cái lời nói dối đó, trong trường hợp đó, nó không những là nó không có phạm tội, yeah, mà nó còn có thể là nó tạo ra cái phước thiện, nó mới lạ lùng vậy. Yeah. Mà con thấy ngẫm lại thì nó cũng có những cái trường hợp mà như vậy. Yeah. Nhưng mà nói như sư cũng có cái lý là cái gì? Là có thể rằng là xét ở một cái giai đoạn xa nào đó,
thì có thể là nó cho một cái quả gì, ví dụ như vậy. Và con ghét cái vấn đề đó, đó sang. Bây giờ con đặt ra một cái vấn đề nữa là cái dòng hữu phần đó, thưa sư, cái pháp quan giá của mỗi một cái chúng sinh đó, cái pháp quan của mỗi một cái chúng sinh đó, là nó khác nhau. Như vậy thì cái yếu tố gì, là cái yếu tố gì nó xác định duy nhất cái dòng hữu phần của mỗi một cái chúng sinh là khác nhau, thưa sư? Tức là nó identity mỗi một cái dòng hữu phần. Tại vì cái dòng hữu phần thì nó cứ sanh diệt, nó đâu có lưu lại bất cứ một cái gì. Nó không có một cái gì mà nó thường hằng, nó bất biến từ đời này sang kiếp khác. Như vậy thì cái dòng hữu phần của mỗi chúng sinh nó khác nhau là nó dựa vào cái yếu tố gì? Cái yếu tố gì nó định danh duy nhất cái phá quan giá của mỗi một cái chúng sinh từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ? Dạ, con kính xin sư chỉ dạy ở chỗ này ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị, hữu phần là nó là tâm quả. Tâm quả thì nó phải phát sanh do cái thiện pháp hoặc là cái ác pháp của cái chúng sanh đó. Dầu rằng chúng sanh đó kiếp trước họ sanh là như kiếp sau chưa chắc là họ sanh lại như vậy, hay là người khác rồi, hoàn toàn rồi. Mình nói theo danh sách là kiếp trước họ là ông A, kiếp sau họ là ông B hoặc là ông Tony gì đó, nhưng mà cái thực tính pháp của họ đó, cái thiện pháp hay ác pháp họ đã tạo đó, mà nó cho quả được trong kiếp này. Bởi vì khi họ tạo vậy đó, có thể là cho quả liên tục trong kiếp sau này, kiếp sau là nhiều khi cả mà mấy ngàn kiếp sau nó mới có khả năng cho quả. Thì khi nó cho quả đó là nó vẫn là của cái ông này, dầu rằng cái ông này đó bây giờ ông không phải là cái ông 1000 năm về trước ha. Bởi vì cái hữu phần nó phải đi theo cái chúng sanh đó chứ làm cho thể yếu khác đó. Bởi vì cái đó là cái quả của thằng cha đó làm mà. Thằng cha đó kiếp đó nó là cái ông anh sát đi. Nhưng mà kiếp sau có thể nó sanh làm con cẩu, kiếp sau nữa nó sanh làm con chim. Nhưng mà tất cả những thiện pháp ác pháp của cái ông cảnh sát đó hay con cẩu này thì nó có khả năng nó cho quả rào liên tục, thành cái hữu phần nó liên tục chứ làm sao tránh khỏi được nó. Thành ra không có cái hữu phần nào giống hữu phần là vậy đó, là tại vì khi người ta tạo nghiệp đâu có giống nhau được. Mình nói theo danh từ thì mình nói lúc đó nó tạo thiện pháp vậy, nhưng mà thiện pháp nó có ngàn diện để nói chứ đâu phải thiện pháp lúc nào là thiện pháp hết đâu. Thành ra cái đó là nó specify cho cái đó của thằng cha đó, chứ không có cái nào khác cả. Bởi vì cái đó là cái quả của hắn đã tạo trong quá khứ. Mà khi hắn tạo quá khứ, kiếp này nó vậy tiếp tục, mà kiếp này cứ tạo tiếp tục rồi cái nó sanh là diệt sanh vậy đó. Nhưng mà nó tùy theo cái kiếp mà mình tạo thiện pháp như thế nào thì cái hữu phần nó cũng có cái trạng thái theo cái kiểu đó, chứ nó không có giống được. Chứ không thể dầu rằng khi mà nó phát sanh nó chỉ có ba cái chuyện nó nói thôi là cái đối tượng của nó nhưng mà ba cái đó là đối với mỗi người nó mỗi khác, thành ra không có cái hữu phần nào giống hữu phần nào đó. Nó một tài giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ đây có ai giơ tay à? Ok, dạ. Giờ con quay lại cái vấn đề về cái tâm hữu phần tiếp tục ạ. Như sư vừa mới trình bày hồi nãy là cái danh sách của một cái chúng sanh ở cái kiếp trước và cái danh sách của một cái chúng sanh ở kiếp sau là nó hoàn toàn khác nhau. Thì liệu nó có hoàn toàn khác nhau hay không, thưa sư? Con lấy ví dụ như là danh sách của con lúc 1 tuổi và danh sách của con lúc là 55 tuổi. Thì nếu mà mình nói rằng là hoàn toàn khác nhau thì như vậy là đoạn kiến rồi, thưa sư. Nhưng mà mình nói rằng là nó có một cái gì đó nó duy trì thường hằng từ 1 tuổi cho tới 55 tuổi thì nó lại bị rơi vô cái phần là thường kiến. Như vậy chỗ này mình không thể nói rằng là nó hoàn toàn khác nhau được, đúng không, thưa sư? Nhà con gửi mít là xin sư quan hỷ giảng giải về cái chỗ này nó chi tiết, nó rõ ràng hơn. Tại vì nếu mà mình nói nó hoàn toàn khác nhau là nó rất là vô lý. Nó không thể nào mà nó hoàn toàn khác nhau được. Nhưng mà nếu mình nói rằng là có một cái gì đó nó thường hằng, nó bất biến, nó identity,
cái nó định danh cho một cái người đó, thì như vậy mình rơi vô cái vấn đề chấp ngã. À, như vậy thì chỗ này mình phải hiểu như thế nào để cho nó tránh rơi vào hai cái cực đoan. Một, nó là thường kiến, là chấp ngã. Và hai, nó là đoạn kiến, tức nghĩa là chấp không còn cái gì cả. Sau khi danh sắc của quá khứ mà nó diệt đi thì nó không còn cái gì cả, thì cái đó cũng rất là nguy hiểm. Nhà con xin gửi mic cho chân sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thà, dạ kính bạch chư toàn mạng, dạ kính thưa chư quý vị, cái quả nó hoàn toàn khác nhau. Anh đem cái sắc của anh từ hồi 1 tuổi cho tới cái sắc bây giờ 55 tuổi nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà cái giống nhau là cái nhân của nó, tức là cái nghiệp mình tạo trong kiếp nước, kiếp trước và cái nghiệp mình tạo trong kiếp này nó có sự liên hệ với nhau. Đó. Bởi vì cái nhân tạo trong kiếp trước á, nó muốn cho cái quả đó thì nó phải hiện có hiện tại là cái nhân trong kiếp này. Nó hỗ tương nhau nó mới có được. Thành ra nó dính dấp nhau là cái chỗ đó chứ không phải là dính dấp trong cái quả. Đó. Bởi vì cái sắc của anh lúc ra đời, lúc đó là nó do cái nhân duyên nó khác. Nhưng mà cái nhân duyên mà nó cho cái sắc lúc bây giờ đó, nó cũng khác cái nhân duyên trong lúc nó cho cái kia, nhưng mà nó liên hệ nhau qua cái nhân quả của cái nghiệp đó. Chứ làm sao nó mình nói nó giống nhau hoàn toàn cũng không đúng, mình nói khác nhau hoàn toàn cũng chặt lắc. Nó có những cái liên hệ với nó là rất là kêu bằng rất là phức tạp và nghĩa là rất là vi tế. Nhưng mà cái quả nó cho đó thì cái quả từ hồi anh 1 tuổi, 2 tuổi cho tới quả bây giờ 55, 56 tuổi, cái quả nó không giống nhau. Cái sắc nó sao nó giống nhau được. Cái quả nó không có giống nhau, nhưng mà cái nhân nó có sự liên hệ với nhau. Chứ cái sắc nó không có sự liên hệ với nhau đâu có được. Thì cái bây giờ hỏi cái sắc là sắc gì? À, cái quả nó khác nhau nhưng mà cái nhân nó liên hệ với nhau. Nam mô Bố Thầy á. Nam mô Bố Thầy, dạ, dạ con kính tri ân sư. Dạ, như vậy là mình phải mình nói như sư vừa dạy hồi nãy là nó không có hoàn toàn là khác nhau, mà nó cũng không có hoàn toàn là giống nhau. Nó cũng không phải là một cái duy nhất, nhưng nó cũng không phải là hai cái nó hoàn toàn khác nhau, mà nó có cái sự liên hệ về nhân quả của nhau. Dạ, con kính tri ân sư về cái vấn đề này. Dạ, con xin sẵn đây cũng con cũng nhớ cũng cách đây mấy tuần thì cũng có người hỏi về cái vấn đề là cái quả vị của Đức Phật Chánh Đẳng Giác cũng như là cái chuyển luân vương gì là thưa sư. Dạ. Thì không thể là người nữ đó thưa sư. À, thì sẵn cái vấn đề đó thì con nó có một cái hiện giờ nó có một cái cũng lâu rồi. Cái đây cũng chắc là cỡ thì cỡ ở thế kỷ 20 trước đó. Trước đó là đã có nêu ra cái xin lỗi không biết ai gọi. À, xin lỗi à, không biết có ai gọi con á thưa sư. Con xin gọi, con gửi mic lại. Dạ huynh tu học Phật pháp đang bận một chút ạ. Xin mời chị Nguyên Trang này, mời Quang Thanh này. Dạ có câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô quý vị thiền hữu trí thức trong đạo tràng. Dạ như lúc này ngài chị dạy thì con được hiểu là một cái người sát sanh trong quá khứ. Dạ, cái nhân là sát sanh quá khứ, bây giờ nhận cái quả trong hiện tại. Rồi trong hiện tại thì cái người đó họ phóng sanh, họ cứu vớt rất là nhiều cái chúng sanh sắp chết chẳng hạn, thì
Như vậy hai cái nhân và cái quả này nó có cộng hưởng với nhau không bạch ngài? Tôi xin dâng đức đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thừa Chư Vị. Thật sự cái nhân quả đó là mình biết nhau qua một cái power của nó thôi, chứ nó đâu có xuất hiện ra thành những cái gì để cho mình thấy ra để mình phân biệt nó là cái gì đâu. Mà nhớ cái chuyện đó, phải nghe cái danh sách của mình như vậy đó. Cái danh sách mà nó diệt rồi đó, nó là cái nhân để cho cái danh sách khác dựa vào đó để mà phát sanh. Nhưng mà hỏi khi mà nó phát sanh vậy đó, cái danh sách cũ còn không? Dạ thưa, nó biến mất, bởi vì nó sanh là nó diệt rồi, nó không còn nữa. Nhưng mà nó để lại cái power để cho có cái sắc mới, có cái danh mới. Thành ra khi nhiều khi mình nhìn ra mình không có đủ cái thần thông để biết cái đó được. Ví dụ như là mình nói về dễ hiểu đi, kiếp này cái anh đó là người thần thật, nhưng mà anh có cái phước, anh cần chùa, anh cứ làm phước hoài, kiếp sau anh đâu thành cái người khác. Nó vẫn liên hệ đến cái điều kiện của kiếp này, nhưng mà cái sự tàn tật anh không có, cái sắc bây giờ nó không có bị khuyết giống như cái sắc của kiếp trước rồi. Nhưng hỏi nó có liên hệ nhau không? Nó vẫn liên hệ nhau qua cái power của nghiệp mà họ làm, chứ làm sao nó không có liên hệ nhau được. Thành ra cái đó rất là phức tạp và rất là vi tế. Mình thì dựa vào cái pháp học để mình giải thích thôi, chứ còn hỏi thật sự ra đó, chỉ có những cái vị mà có thần thông mới có thể nhìn thấy cái kiếp trước như nào, kiếp sau thế nào rồi mới diễn giải được thôi. Còn mình chưa được cái đó thì mình chỉ có thể giải thích qua pháp học mà thôi, cho thấy có một sự cái liên hệ. Mà cái liên hệ đó, đó nếu vị nào học Bạch Thả Ná sẽ thấy rất rõ ràng. Ta gọi là trùng duyên khởi là vậy đó. Nó thấy rất rõ ràng cái đó. Mà phải học cái duyên này mới thấy được. Chứ còn nếu còn học thì rất là khó hiểu. Khó hiểu với chỗ danh sách kiếp này liên quan tới danh sách kiếp sau như thế nào, rất là khó hiểu. Đó. Nhưng mà nó vẫn liên quan nhau. Nhưng mà liên quan với nhau qua cái power của cái nghiệp mà thôi, chứ nó không có liên quan qua giống như cái sắc này diệt để là cái sắc khác, không có cái đó. Sắc nó diệt luôn. Còn cái sắc mình hiện tại mình có là do cái nghiệp của cổ kiếp nào đó, nó có cơ hội nó cho quả thì nó do quả liên tục vậy thôi, chứ còn có những cái liên hệ khác thì nó không có thể, nghĩa là làm cho mình hiểu được. Nó rất là vi tế khó khăn chứ mình không hiểu được mấy cái đó. Nhưng mà thường thường khi Đức Phật dạy mình đó, dạy cho mình đủ điều kiện để mình có thể mình đi ra khỏi cái danh sách này mà thôi, chứ ngài không có chi tiết quá. Bởi chi tiết quá chắc là có lẽ là mình điền trước khi mình thấy cái gì. Thành ra có những cái là mình cũng chỉ biết để biết thôi, chứ còn hỏi mà để làm gì hay thấy để thấy rõ ràng này kia mình sùng rất là khó khăn. Nam mô Phật Thầy Gia. Dạ, Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ, nãy có cái nick gì dưới đây này, nick gì nằm trong cái room này à. Biết chúng tôi đang cầm mic rồi mà còn cố ý gọi, cố ý gọi, đúng là lạ lùng. Dạ, con xin và đặt vấn đề tiếp với sư về cái vấn đề đó là con nhớ là cái quả vị mà Đức Phật chánh đẳng giác và cái quả vị về chuyển luân vương rồi gì nữa thì không thể nào là nữ nhân, không thể nào là người nữ. Dạ, không thể nào là người nữ. Đó, mà bây giờ đó thưa sư, thì ở trên thế giới, nhất là ở phương Tây đó, thì người ta có một cái phong trào đó là gì, sự bình đẳng giới tính. Dạ, như vậy thì phải chăng trong đạo Phật của mình đó, là mình dựa vào cái lý của tiền nghiệp thì có cái sự bình đẳng giữa nam
và có phải như vậy hay không thưa sư? Dạ, con kính gửi mít cho sư. Đối với phương Tây thưa sư, thì mấy những cái nhà triết, những cái nhà tư tưởng của phương Tây thì có một số những cái nhà đó là họ chủ trương là họ bình đẳng, trong trong giới tính, họ bình đẳng trong giới tính. Họ đưa ra một cái lý luận là như vậy thưa sư, tức nghĩa là họ nói rằng là không tìm ra được một cái bản chất gì để mà khẳng định rằng là bản chất của người nam thì tốt đẹp hơn người nữ. Họ nói là không thể chứng minh được cái chuyện đó. Cho nên rằng là họ nói rằng là về mặt bản chất mà nói, anh không thể nào anh tìm ra được những cái bản chất để anh minh chứng được rằng là người nam thì có những cái đức tính tốt đẹp hơn người nữ. Nhưng mà rõ ràng theo ở trong Phật giáo mình á, thì có những cái quả vị thì không thể nào là nữ nhân. Và điều đó phải chăng đó là do cái tiền nghiệp à, như vậy thì phải chăng do cái lý về tiền nghiệp mà giữa nam và nữ không thể nào có cái sự bình đẳng giới tính ở đây. Dạ, con xin gửi mic cho sư chia sẻ về cái quan điểm về cái vấn đề này. Dạ, con gửi mic cho sư. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tổ Ngài. Dạ, kính thưa chư quý vị, cái mà cái ngũ quyền của người nữ đó, nó không bằng ngũ quyền của người nam nha. Thành ra có những cái người nữ làm không được mà chỉ có người nam mới làm được. Nên nhớ cái chuyện mà cho tới bây giờ đó, người ta bắt đầu người ta thử nhưng mà cũng không thể nào làm được là đi tàu ngầm đó quý vị, biết đi tàu ngầm không? Người nữ xuống cái tàu ngầm nó tới cái độ nào đó thì người nữ chịu không nổi, dầu rằng ở trong tàu chứ không phải đi ra ngoài. Với cái pressure nó mình không có biết, mình chúng tôi chưa đi chúng tôi không biết, nhưng mà nó có những cái rất là kỳ lạ chứ không phải không. Bây giờ người ta thử cho những người nào mà muốn thử để nghĩa là thử xem người nữ làm được hay không á, nhưng mà giới hạn rất ít, tại người ta đi thường thường là nó có vấn đề. Còn bây giờ nó có một số cái điều kiện mà người nữ muốn làm được cái đó thì cái ngũ quyền nó phải mạnh, ngũ quyền người nữ thì không thể mạnh được, nó rất vẫn có giới hạn như thường đó. Bởi vì nó có giới hạn thành ra mà mới có mấy cái, bởi vì mình sanh ra thì do cái nghiệp của mình, tại sao cái nghiệp đó nó bị cái gì mà sanh làm người nữ mà không sanh làm người nam đó. Mà khi sanh làm người nữ có những cái quyết định tại sao lại không bằng người nam, thấy không? Bây giờ mình đừng có nói gì đó, ví dụ làm những cái ông vua mà vua thời này đó, nghĩa là vua mà cỡ như Tần Thủy Hoàng đâu này kiếm dùng đâu phải liền dễ. Kiếm vua, kiếm sếp cỡ sếp Putin hay là sếp Tập Cận Bình kêu người nữ là làm gì nổi, thấy không? Nên nó có vẫn người nữ vẫn có những cái giới hạn, mà giới hạn nó dựa vào cái quyền của cái sắc này chứ không có gì đó. Thầy nó có nói gì nói chứ cũng không có người mời muốn ấy đó. Hồi xưa chúng tôi có đọc trong cái Reader Digest hay gì hơi lâu giống chúng tôi có đọc trong cái Reader Digest thì người nữ đòi bình quyền với người nam trong vấn đề công an việc làm này kia. Và nâng lên nó có một cái hãng nó đăng nó tuyển tất cả nam nữ làm cái job trong cái hãng của nó, điều kiện duy nhất khi đi làm phải ở trần. Là nói người vô xin làm toàn người nam không, không có ma nữ nào vô mà xin làm đó. Cái gì thấy không? Nó có những cái như vậy đó, mình thấy rõ ràng là cái điều kiện nó đã không có nó không có có phù hợp với nhau rồi. Đó. Thành nên nói bây giờ nó lấy lý do này, lý do này vui chứ thật sự ra nó thật chứ không có đâu. Bởi vì bây giờ nó mới nói chứ những người mà nhất là những cái người mà cầm súng mà đi ra ngoài mặt trận này kim sùm đó, quý vị đế coi, nói chơi chứ chuyện người nam chịu mới nổi thôi, trời nó cực khổ nó này nọ sùm ra như chuyện. Mà cái đó là cái sức chịu đựng của người nữ thì cũng không bằng, nhưng mà tại người ta theo thời người ta mới nói vậy đó, rồi vậy chứ thật sự tới chừng đúng lúc làm là không thể nào làm được. Thì trong cái giáo pháp cái giáo điển Đức Phật thì có nói tới bốn năm hạng gì đó, người nữ không có về phương diện suy nghĩ hay về phương diện gì đó không thể bằng người nam, là đã không thể làm lên được những cái đó. Thì dù chuyển luân thánh dương hay là Phật tế chánh đẳng chánh giác này kia không sụp,
Mà nó thật sự ra bây giờ đó, bây giờ quý vị cứ nghĩ không? Một cái người mà nguyện trong tâm đi, nguyện trong tâm như Đức Phật nha. Đức Bồ Tát có nguyện trong tâm bao nhiêu ba tăng kỳ vậy đó, mà trồi lên trồi xuống cái bốn đường ác đạo này kia ông sùng đến nổi ngay cả nhiều cái ông mà là người nam đó, mà trồi lên trồi xuống đấy cũng thôi, nguyện thành thành tinh văn chứ không cho nguyện thành cái bản giác đấy à. Chứ định nói nghe thành ra mình nói ra thì mà mấy bà nữ rồi bà kiếm chuyện nhất mấy ông sách nói ra là ôm mình bác đi là không có dạng hết đó, tại vì đa số người để bác là người nữ không à. Thành ra huynh đừng hỏi họ, mốt ông sư Liệu Tông đi từ bình ra ông đói hoài ông mệt ông. Nam mô Bất Thai Giác. Nam mô Bất Thai Giác. Dạ con tri ân sư. Dạ. Như vậy là bên cái giáo lý bên Phật mình nói chung là do cái tiền nghiệp và mỗi một cái loại chúng sinh nó có những cái đặc tính riêng nha. Dạ con xin tri ân sư ạ. Dạ con gác cái vấn đề về cái vấn đề bình đẳng giới này sang một bên là xong rồi. Dạ con nêu ra một cái vấn đề khác cũng người ta cũng đặt ra cũng nhiều lắm đó sư, đó là có cái quan điểm cho rằng là nếu mà mình tu tập mình tu hành để mà mình đạt tới một cái cõi vĩnh hằng vĩnh cửu thiên đàng cực lạc gì đó thì cái đó rơi vào thường kiến. Nhưng mà nếu mà cho rằng á, mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu để mà cuối cùng lại nó không còn gì cả, nó không còn gì cả, thì như vậy có bị rơi vào đoạn kiến hay không thưa sư? Đó, thì cái vấn đề họ đặt ra như vậy. Thì con kính xin sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Tại vì họ nói rằng nếu mà không còn tái sinh lại nữa thì giống như đó là gì? Là không còn gì cả, là chấm dứt tất cả, nó là một cái chết vĩnh hằng, thì như vậy có bị rơi vào là cái sự đoạn kiến hay không? Nhà con kính gửi mic để sư chỉ dạy về những cái điểm này. Nam mô Bất Thai Giả. Kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị, thật sự ra đó, tại vì đa số người ta không hiểu cái nơi cuối cùng là khi mà người tu hành động hoàng đi là cái gì, thật sự nó là không là cái gì hết đó. Thường thường mình nói tới nước bàn đó, thì thường thường nước bàn đó chúng tôi định nghĩa dùng cái toán học để định nghĩa. Trong toán học nó có số 0, số 0 không phải là số không có nha, số 0 là số có để chỉ sự không có. Thì niết bàn trong giáo pháp Đức Phật cũng vậy, cũng giống như số không. Niết bàn là pháp có để chỉ sự không có, thì không có cái gì tùy theo mình nhìn thôi. Ví dụ không có phiền não hay là không có cái ngũ quẩn cái gì đó thì tùy theo mình vậy thôi. Thành ra người ta đi tới đó đó, nếu mình nói là chấm dứt theo đời thì cái đó mới là đoạn tiến. Cái này không phải chấm dứt theo đời, chấm dứt theo cái điều kiện của cái pháp mà mình hành. Hỏi sau khi mà cái bậc tứ thánh quả đó, bà đi niết bàn á còn gì không? Theo di pháp thì vẫn còn. Hỏi còn cái gì? Bởi vì dầu rằng cái vị đó, nghĩa là tiêu hết. Nhưng mà tiêu hết cái gì? Thì những cái xương, cái đồ này kia ông trùng đó, hay là mình nói có nhiều gì để xá lợi đó, thì cái sắc khí tiết nó vẫn còn. Độ nóng lạnh, sắc khí tiết nó vẫn còn. Ví dụ như sắc khí tiết của Đức Phật đó, nó còn cho tới chừng nào không ai biết đó. Bây giờ mình chỉ biết 5.000 năm cái đó là nó tụ tập rồi nó biến mất. Nhưng mà hỏi cái độ nóng lạnh của nó có biến mất không? Thấy không? Rồi nó có những cái nó vẫn còn, nhưng mà mình có thể mình không có có khả năng để mình chấp nhận nó được. Cho nên người ta nói tới đó là chấm dứt. Sau khi là bà đi niết bàn nó là không còn. Nhưng mà thật sự ra cái sắc nó vẫn còn, nó đâu có tiêu liền được đâu. Nó tiêu phải thời gian rất là lâu chứ đâu phải đó. Ví dụ như trái đất này đi, sau khi Đức Phật thứ năm lấy rồi nó nổ tung ra,
nó tung thì nó cũng còn những cái chấm chấm giống như hột cát vậy, nó bay hoài làm cho nó biến mất được. Nên không, còn chừng nào mà nó mất luôn, chừng nào mất luôn thì cái đó không ai biết rồi đó. Thì cái sắc của mình cũng vậy, dầu rằng trở thành tứ thánh quả và đi nước pha ná đi nữa, thì cái có những cái thì nó biến mất, như sắc nghiệp thì nó biến mất, sắc tâm thì nó còn thời gian, sắc trì tưởng nó còn thời gian, nhưng mà sắc quý tiết thì nó còn rất là lâu, chứ làm sao mất được, dầu rằng đó là phần tứ thánh quả. Thành ra nhiều khi mình nói, nhiều cái mình nói ra rồi người ta nói cho đoạn kiến, cho này nói, chứ thật sự nó có những cái có thể giải thích được, mà không phải là đoạn kiến, cũng chẳng phải là thường kiến, nhưng mà nó rất là khó cho mình để giải thích được mấy đó. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con nhớ, để con lấy một cái đoạn kinh con chép lên lại, thì trong cái đoạn kinh này á thưa sư, thì như vậy thôi, tức là ông Potthapa đó, thì ông mới hỏi rằng là sau khi mà Như Lai viên tịch đó, thì Như Lai còn hay là mất, thì Đức Thế Tôn đã không có trả lời là Như Lai tồn tại sau khi chết, cũng không có trả lời là không tồn tại sau khi chết, hay là Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Nói chung là bốn cái câu hỏi đó là Đức Thế Tôn không có trả lời. Và người ta đưa ra cái câu này như vậy là người ta mới hỏi, nói rằng là như vậy thì Đức Phật đâu có khẳng định rằng là sau khi viên tịch thì hoàn toàn không còn nữa. Như vậy thì cái đoạn kinh chỗ này đó thưa sư, tức là Đức Thế Tôn từ chối trả lời bốn cái câu hỏi là sau khi mà Đức Thế Tôn viên tịch là còn hay là không còn, hay vừa còn vừa không còn, hay không còn và không không còn. Dạ, con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Đây cũng là một cái vấn đề triết học. Dạ, con gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Thế Tôn, dạ kính thưa chư vị, thì giống như chúng tôi giải thích hồi nãy đó. Nhưng mà ở đây nó có cái chỗ đó là Đức Phật không trả lời là phải. Bởi vì cái khi mà sau khi thiêu ngài đó thì Như Lai không còn, cái chế định đó, chế định là Như Lai, tức là chế định là Đức Phật là không còn, nhưng mà nó còn cái gì đó, những cái còn lại đó, giống như bây giờ mình nói là xá lợi đi, nó vẫn tồn tại được chứ, giống như tôi nói đó, còn những cái sắc nó vẫn tồn tại, dù rằng còn là các nó vẫn còn gọi là vẫn liên hệ cái thân ngũ quẩn này chứ. Nhưng mà bây giờ mình nói về người ta sẽ cự tôi Đức Phật chứ tôi đâu nói cái cục xương nào của ngài còn lại đâu, thấy không? Người ta cứ nghĩ là theo Bắc Tông, người ta nghĩ là Đức Phật nó chết, nói theo đời với ngài không có chết, bởi vì ngài biến mất rồi ngài thì hiện trở lại. Thành ra người ta rất cãi nhau cái vụ đó, nhưng mà ngài vẫn đi luôn là cái chắc đó. Nhưng cái gì còn lại thì những cái mà nó tụ của cái thân ngũ quẩn này, nó vẫn còn một số, nó để lại một số nào đó, cho tới không biết tới chừng nào rồi mất luôn, thì cái chuyện nó không ai biết rồi đó. Giống như trái đất này đó, nó hơi lúc nào nó mất là trái đất này khi nó nổ tung người ta nói nó mất, nhưng mà còn những cái đất nhỏ nó còn làm sao mất được, nó bay dù đâu đó rồi cái tại sao nó gom lại nó thành cái đất khác chứ ta quay nói cái đất này đâu. Phải không? Thì cái thân ngũ quẩn này cũng vậy, khi nổ cái giống như mình đốt lên đây nhăn ra tù lum, nhưng mà những cái ti đó là có những cái nó vẫn còn, mà nó còn lâu lắm chứ không ai biết chừng nào nó mất cả. Mà mình càng suy nghĩ thì mình càng vô nhà thương sớm thôi, nhà thương Biên Hòa Nam Mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, dạ chúng con kính tri ân về cái lời dạy vừa rồi của sư ạ. Đó, thì có cái vấn đề là như vậy, thì tại vì thưa sư, ở ngay trong cái khoa học của mình đó thưa sư, thì ngay trong cái ông trong cái gọi là cái định luật về bảo toàn đó, của cái nhà bác học là Lavoisier, thì ông nói rằng là
ông nói ông nói rằng là trong một cái hệ thống kính thì vật chất là không thể nào mà nó tự nhiên nó được sinh ra và nó sẽ hoàn toàn mất đi, mà nó chỉ chuyển từ cái hình thức này, nó chuyển từ cái dạng này sang cái dạng khác, có nghĩa là không bao giờ mà nó mất đi cả, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì đó là cái định luật bảo toàn năng lượng thì cũng nói như vậy. Cho nên rằng là bây giờ nếu như thưa sư mà mình không ngã, tức là mình không có sắc là của một cái nhân vật nào đó, thì rõ ràng đó, thì cái sự cái danh sắc đó, cái danh sắc đó, đó nó sẽ không bao giờ mà nó hoàn toàn mà nó mất đi, nó hủy diệt hoàn toàn, mà nó sẽ chuyển sang những cái dạng khác, có đúng không thưa sư? Và như vậy thì rõ ràng là gì, như vậy về bản chất, nếu mà mình xét theo bản chất thì rõ ràng là gì, là danh sắc là đâu bao giờ mà hoàn toàn bị hoại diệt đi, mà nó chỉ là một cái sự chuyển đổi từ cái hình thức tồn tại này sang một cái hình thức tồn tại khác. Là giống như sư vừa trình bày, ví dụ như ngay cái sắc pháp chẳng hạn, là nó cũng không có hoàn toàn là mà nó bị diệt mất đi, nó chuyển từ cái dạng thức này sang một cái dạng thức khác. Nếu như mình đừng có gọi là mình đừng có đưa cái ý niệm về cái ngã vào trong cái danh sắc đó là của một cái người nào đó, thì rõ ràng là cái bản chất của danh sắc thì nó không có bị hoại diệt hoàn toàn, có đúng như vậy không thưa sư? Dạ, con xin sư quan hỷ từ bi chỉ dạy thêm cái vấn đề này. Nam mô Bố Thầy, giả kinh bạch chư tôn, giả kinh thưa chư quý vị, thì lúc chúng tôi học thì họ không có nói cảnh này không còn, nhưng mà có nói rồi cái sắc là nó sẽ mất theo một số điều kiện, ví dụ như là vật thực, nó mất theo kiện bởi vì cái vật thực là nó có thể nó mất được, nhưng mà cái những loại sắc khác như sắc quy tiết hay sắc gì đó thì nó không có mất. Nhưng mà cái danh thì không thấy họ nói tới, là cũng không có biết là nó có tồn tại không, thì không thấy chỗ nào nói. Để chúng tôi có dịp nghiên cứu tìm hiểu theo để coi, chứ cái danh thì không thấy nói. Thì họ có nói nó mô bất thầy vậy. Nam mô Bụt Thà, dạ còn kính tri ân sư ạ. Thưa sư, ở trong đạo Phật có cái khái là pháp thân đó thưa sư. Pháp thân thì con nhớ rằng là cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn để lại đó thưa sư. Cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn để lại được xem như đó là pháp thân của Đức Thế Tôn. Thì rõ ràng là cái pháp thân này mình có được xem như đó là một cái dạng là một cái sự một cái hình thức còn tồn tại của Đức Thế Tôn hay không thưa sư? Và còn kính gửi bích cho sư. Trung mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Không, cái này là không có liên hệ gì tới Đức Phật hết đó. Tại vì khi mình nói là ngài có thân của ngài đó, có pháp thân đó, là tức là những cái lời dạy ngài để lại đó, cái đó thì họ nói theo đời thì nói gì chứ thật sự ra đó nó không có liên hệ gì đó, bởi vì cái lời ngài dạy ra nó không có liên quan tới cái thân của ngài, không có liên quan tới thân của ngài đó. Cái lời ngài dạy ra đó là nó là những cái điều kiện của 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp này chứng nhận được cái đó rồi, bây giờ ngài tóm tắt những cái điều cần thiết cho nhân loại trong 84.000 bài pháp. Thành ra cái đó không cái đó thì hỏi nó có mất không? Của Đức Phật này đó, nó vẫn mất như thường. Bởi vì khi cái ngài mà Mấy Trai Giá ngài xuất hiện đó, ngài cũng nói giống vậy, nhưng mà ngài nói với cái ngôn ngữ gì, với cái điều kiện gì là nó lại khác. Đấy, lúc đó nhiều khi mình đâu có nói tiếng Hoa Liên, đâu có nói tiếng Việt giống như vậy đâu. Bởi cái những cái mà chế định là nó thay đổi. Thì cái 84.000 pháp này vẫn là chế định theo cái ngôn ngữ vào cái khoảng thời đó của trái đất này thì đúng hơn. Bởi vì ngôn ngữ đó gọi là mu lá pha xả, tức là từ Phạm Thiên từ trên xuống dưới xuất hiện đầu tiên trên trái đất này cũng nói là cái loại ngôn ngữ đó, ngôn ngữ Marathi bây giờ đó. Thì nó chỉ tồn tại trong cái khoảng thời gian của tuổi thọ trái đất thôi.
Còn sau này qua cái chỗ khác mình không biết dùng ngôn ngữ gì thì chúng tôi cũng không biết, thành ra không có. Cái lúc đó pháp thân nó phải khác chứ, pháp thân là cái lời dạy của Đức Phật mà, thì nó phải khác cho nó giống nhau thì không có được. Đó là những cái rất là sâu rộng, mình không có khả năng để do tới đâu. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Như sư cũng thường nhắc lại cái câu rằng là sau khi mà Đức Thế Tôn viên tịch thì các con phải lấy cái pháp và luật làm bậc đạo sư. Dạ. Pháp và luật làm bậc đạo sư. Thì như vậy thì rõ ràng là như vậy thì cái pháp và luật mà Đức Thế Tôn để lại đó thưa sư, thì có phải là đó là pháp thân của Đức Phật hay không thưa sư? Có được có thể xem pháp và luật mà Đức Thế Tôn để lại được xem như là pháp thân của Đức Phật hay không? Dạ, con xin gợi mít cho sư giảng theo cái chỗ này một chút. Còn nếu như không phải như vậy thì cái nghĩa của cái chữ pháp thân này mình cần phải hiểu như thế nào thưa sư? Mà rõ ràng là trong giáo lý đạo Phật của chúng ta thường có nhắc tới pháp thân rồi báo thân này kia đó thưa sư. Thì cái pháp thân chỗ này thì mình nên hiểu như thế nào? Con kính giải mít cho sư ạ. Nam mô Bổn Thầy. Giả kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái pháp thân này đó về thâm ma ca giá đó thì thật sự đó người ta nói là cái tượng trưng cho lời dạy Đức Phật, nhưng mình cũng không có thấy chỗ nào mà họ xác định cái đó đó. Không? Cái thân của ngài rồi cái nó có ba chuyện đó thành ra thành, nhưng mà đa số là họ truyền tụng thâm cai tức là pháp. Nhưng mà khi mà Đức Phật mà nói trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn của ngài đó, này chư tỳ kheo, pháp nào ta đã tuyên thuyết, luật nào ta đã chế định cho các ngươi, pháp và luật ấy là thầy của các ngươi sau khi Như Lai Niết Bàn. Rồi người ta dựa vào đó ta nói cái đó là pháp thân 84.000 về pháp rồi, nhưng mà không có gì bằng. Thấy không? Đức ngài nếu mà ngài nói pháp thân thì ngài đã nói từ đó, ngài đâu nói đâu trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, ngài nói câu đó mà. Vô vô Ananda đó, thâm mô chả quý nó vô chả đó, nói rõ ràng đâu có chữ thâm ma cai trong đó đâu. Mà bây giờ rùng lên cái chuyện chữ thâm ma cai tức là pháp thân pháp tăng này, chúng tôi cũng biết từ đâu ra nữa. Chúng tôi xưa có lên cái chùa của mấy ông đó, thương được hỏi thì chữ này từ đâu ra, nói không cái này của Đức Phật mà, nhưng mà họ không có chứng minh được từ đâu ra nữa, chúng tôi cũng không biết được luôn đó. Nhưng mà đa số bây giờ ai nhắc tới cái nói pháp thân nhưng mà không biết thực sự nó là gì thì chúng bây giờ cũng không biết luôn. Có những cái nó không phải nói thì mình thấy là những cái ta truyền đi truyền lại rất nhiều, nhưng mà mình tí tệ mình còn ít quá là nó không hiểu được. Nó phải thôi để khi nào học có gì mà hiểu rồi nói, chứ còn bây giờ nói ra nó tùm lum nữa. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Nam mô Bổn Thầy. Giá và con kính tri ân về cái lời chỉ dạy của sư ạ. Thưa sư, có cái nó có cái pháp là cái pháp này con muốn xin sư được chỉ dạy thêm cái Chattari Masit Tham Tá, tức là dịch sang tiếng Việt mình thì mấy ngày thường dịch đó gọi là tứ tất đàn đó thưa sư. Tứ tất đàn. Tứ tất đàn. Chắc ta đi xích thâm tá, thì cái tứ tất đàn này đó là ám chỉ bốn cái phương pháp hay là bốn cái phương thức mà Đức Phật thuyết pháp thành tựu. Thì trong đó có cái phương thức là dùng cái thế gian, rồi tùy theo đối trị, rồi tùy theo từng người, rồi tùy theo cái nghĩa mà như là rốt ráo. Thì con kính xin sư giải thích chỉ dạy thêm về cái khái niệm về cái Chattari Masit Tham Tá này từ sự nhận con kính gửi mít cho sư. Bởi vì á cái tứ tất đàn này nó tương đối nó cũng rất là thực tiễn,
là mình có thể mình áp dụng vào trong cái đời sống, ví dụ như là những cái lĩnh người làm về cái lĩnh vực về dạy học này kia đó, thì mình hoàn toàn có thể sử dụng. Như vậy con xin kính xin sư Quan Hỷ chỉ dạy thêm về cái pháp là tứ tất đàn này nghĩa là như thế nào. Dạ. Nam mô Bố Thầy, giá kính bạch chư tôn, giá kính thưa chư quý vị. Hôm trước tôi nghe mấy ông giảng sư mà lúc tôi học bên Thái thì họ nói lời dạy của Đức Phật mà liên quan tới chúng sanh, liên quan tới những điều kiện về này, chùa chiền này nọ, ông đó là có bốn chuyện vậy đó. Nhưng mà chúng tôi thì tìm cái bản tóm tắt mà liên quan tới cái này đó thì không thấy chỗ nào giải thích đó. Nó dựa vào dân chúng loại nào đó, Đức Phật thiết những về này này, thì cái đó là thật sự ra chúng tôi không biết là sau này người ta đặt ra hay là có từ thời Đức Phật thì cái đó không rõ. Nhưng mà chúng tôi biết mà cái điều mà dựa vào kinh điển thì Đức Phật khi mà thiết cái gì đó là Ngài dùng cái võng trí của Ngài, chứ Ngài đâu có để coi cái người này đó trong tiền nghiệp, cái duyên nghiệp họ như thế nào. Cái Ngài thiết pháp cho nó đầy đủ, nó đúng mức để người ta nghe có thể đắc đạo quả được. Nhưng mà cái người mà lọt vào ổng trí của Ngài đó thì người ta không có phân biệt người này là ăn mày, người này là vua chúa, người này là nô lệ đấu. Thành ra nếu mà dựa vào người để mà thuyết pháp rồi vừa tính là một cái đó là chúng tôi không có biết có chỗ nào nói để mình nghiên cứu hay không thì không thấy. Nhưng mà đa số thì họ đều nói có bốn chuyện vậy đó. Nhưng mà chúng tôi thì không có sự hiểu biết về cái này nhiều, tại vì có những cái chuyện mà mình nghe rồi mình lục để coi từ đâu ra, nhưng mà mình thấy trong kinh điển vì chú giải không thấy nói tới rồi mình cũng làm biến. Nhưng mà để đó đi, để khi nào gặp người nào ấy tôi hỏi thì cái này nó là cái gì em, sau này có dịp để cho chị nghe thôi, chứ nó thật sự quý vị vô trong mấy cái chùa mà họ dạng hoàng đó, có những cái chuyện họ không có cho mình học. Nó, những cái chuyện mà nó không liên quan tới pháp học pháp hành mà được truyền tụng từ xưa tới giờ đó, thì họ nói muốn gì đó là sau khi học xong rồi cái nghiên cứu đi, chứ còn đây là không tốt thì giờ mấy cái đó. Thành ra họ dạy những cái liên quan nào có trong chánh tạng chú giải sở giải, còn những cái mà có thể là acharya qua đá, tức là cái lời bàn của các vị tổ này kim trùm, thường là họ không có cho học. Thành ra chúng tôi có nhiều cái khuyết điểm đó, tại vì thứ nhất là cái thời gian chúng tôi ở Thái không có nhiều, thứ hai là nó mới nói chứ có những cái mà mình muốn tìm hiểu học là mình phải giỏi về cái ngôn ngữ địa phương của người ta. Thành ra mà chúng tôi thì không có giỏi lắm, mình ra ráng học để mà có đủ khả năng để tụi mình tự lo thân mình thôi, chứ còn làm cái chuyện những cái mà có những cái pháp mà thấy nó là lạ thì cũng không có thời giờ nhiều mà để nam mô Bố Thầy giá. À dạ con rất là quan nghĩ chứ kính tri ân về cái lời dạy của sư ạ. Dạ xin mời là các anh chị đạo hữu khác, còn có mấy phút nữa, còn có khoảng 10 phút nữa, mời các anh chị khác giơ tay lên hoặc là gửi cái câu hỏi lên. Dạ thì con tiếp tục nêu vấn đề nữa là cái sư ở trong cái bài kinh mà Kalama đó sư, thì những cái phần khác thì dễ thông được, nhưng mà nó có một cái phần là chớ có vội tin, dù cái điều đó là do kinh điển truyền tụng lại, đừng có vội tin bởi vì đó là kinh điển truyền tụng. Mà như chúng con đây thì rõ ràng là hoàn toàn là lấy kinh điển chánh tạng Bali, Nikaya, Vi Diệu Pháp vân vân để mà làm kim chỉ nam. Mà bây giờ cũng trong cái bài kinh Kalama đó thì là chớ có vội tin dù những cái điều đó được truyền tụng trong kinh điển. Như vậy thì chỗ này mình nên hiểu như thế nào? Dạ con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Đức Phật khuyên cái câu này rất là, phải nói là mình rất mang ơn Ngài rất nhiều. Tại vì lý do đó, hiện thì cái bộ tâm tạng mà tiếng Bali đó,
được truyền tụng bây giờ tạm thời có 7 bộ khác nhau, mà trong đó có rất nhiều nó khác. Tại sao nó khác? Chúng tôi qua hỏi ông Miến Điện và ông Thái Lan vậy đó. Ông nói tại vì cái chữ này chúng bên chúng tôi không có, bên ông Miến Điện vậy chữ này chúng tôi không có, chúng tôi xài lại chữ Điện. Ví dụ như quý vị qua Miến Điện á, chữ S nó không có. Thì nó khi mà nó đọc là Nam Mô đó, mình nói là Nam Mô Tạch Xạ gì, nó đọc là Nam Mô Tạch Tạ đó, chứ nó không đọc Nam Mô Tạch Xạ được. Thì nó có nhiều đoạn kinh nó khác nhau, mình nhớ nó khác nhau. Thì bây giờ mình đi vào cái ví dụ mình đi vào cái tạng của Thái, có nhiều đoạn nó cái nghĩa nó lại không giống của Tích Lan hay của Miến Điện. Mình nhớ gì? Nó nguy hiểm là nguy hiểm đó. Tại sao này đó, muốn chơi chắc ăn là phải coi thêm chú giải nữa là vậy, rồi phải nọ thêm cái kia, nọ thêm kia. Thành ra nếu mà quý vị mà vô cái trang web của cái đám mà nó làm cái bộ Tam Tạng mới bây giờ đó, thì nó có ghi hết, ăn nó có ghi hết để quý vị coi thử. Chúng tôi tìm tới một đoạn này sẽ cho quý vị thấy. Thành ra rất là khó khăn cho mình, chứ nó không có dễ giống như ấy đâu. Thành ra đó là lý do tại sao là mình phải coi rồi để cho nó rõ ràng đàng hoàng, chứ còn nếu mà không là mình đọc vẫn sai như thường. Chứ không phải đó là Tam Tạng kinh điển đàng hoàng đó, chứ không phải đâu. Đó. Mà chúng tôi để quý vị, chúng tôi coi lần này giống không? Thấy không? Đó. Ví dụ đây là một trong những cái câu nè. Chữ Ê Văn Quý Sể Xà Tô Nháp Toa. Nhưng mà trong cái bản của Sề Sĩ Lăng Ca là Ê Tăng. Trong cái bản của Sề Giảm là Ê Tăng. Trong bản của Campuchia của Ê Tăng. Trong bản Bà Tết của Sề thì nó Ê Tăng chứ nó không Ê Văn. Mà từ một khác cái chữ này rồi nó câu khác nhiều cái, nhưng cái nghĩa nó khác nhau liền. Thành ra nếu mà mình y vào kinh điển là mình vẫn chết như thường, chứ làm sao không chết được. Tại vì hồi xưa người ta không có viết ra chữ, người ta chỉ nói bằng miệng thôi. Mà nó đã khác nhau rồi. Nó khác nhau. Đó. Thí dụ như bên tiếng Thái chỉ nhờ nó không có. Cái chữ N mà có dấu ngã nó không có. Đọc thành chữ y hết đó. Thành ra qua rất nhiều khi đọc rất là nhiều chuyện, nó rất là mình thấy tại sao mình học cái này nó vậy mà mình đọc lại này này. Đó. Thành ra phải cẩn thận là những 10 cái điều mà Đức Phật nói đó, phải cẩn thận lắm mới được, chứ không cẩn thận ấy. Rồi tại sao ngài nói là giàu thầy của cái người nói người nghe, bởi vì mình Đức Phật dạy trong 10 điều đó đó, không có chỗ nào Đức Phật nói là khi ta nói đừng nghe, nhớ chuyện đó. Nhưng mà nói thầy là ông nào, ví dụ như bây giờ quý vị qua ông Thái học với ông Thái, ông nói phải cẩn thận. Qua Miến Điện, ông Miến Điện nói phải cẩn thận. Nhưng mà thường thường mấy cái nước theo Phật giáo ông Trọng đỡ ra là khi mình quét sang chỗ đó là nó lật bộ Tam Tạng ra cho mình coi. Mà không có nước nào mà nó có một bộ hai bộ, nó thường thường là bốn bộ hết á, bốn hoặc năm bộ á. Để cho mình so sánh để biết cái chữ đó đúng hay không đúng. Rồi mình tùy theo mình lựa theo cái chữ nào để mình biết cái nghĩa nó như thế nào, mình đi hỏi đi cái nào nghĩa đúng, rồi mình lật căn chú giải mình coi xong cái nào mà khả dĩ có thể hành được thì mình hạ thủ công phu thử. Chứ đừng có tin, lúc đó, ngay cả lúc đó đừng có tin là vậy đó. Thành ra cái đó là Đức Phật dạy giúp chúng ta rất nhiều chuyện. Chứ không phải mình nghe rồi cái này là Phật ngôn mà. Phật ngôn chứ. Phật ngôn rồi. Hồi xưa là Ngài nói bằng cái ngôn ngữ Magathi, bây giờ nó viết ra thành bản văn tiếng Magathi bẹp của Thái, Magathi bẹp Tích Lan, Magathi bẹp Myanmar đó, nó vẫn có những cái sự sai thừa. Đó là lý do tại sao mà mình phải cẩn thận. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ. Chị làm sư. Dạ, thưa sư cho con hỏi cái câu cuối cùng nữa. Đó là cái câu về riêng đó thưa sư, và cái tướng riêng. Dạ, con cái kinh là khi mắt thấy thì không có nắm giữ cái tướng chung và cái tướng riêng. Có cái có những cái chú giải thích là cái tướng riêng á, nó chính là cái lắc khanh ở trong cái cha tụ lắc khanh á, trong 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 cái bốn cái ý nghĩa thực tính pháp. À, còn cái tướng chung á, thì nó là cái trạng thái vô thường, khổ và vô ngã, đó là cái trạng thái chung của tất cả các pháp. À, nhưng mà cũng có quan điểm là khác, chỉ là như vậy thì mình hiểu cái tướng chung và cái tướng riêng mà mình không nắm giữ ở đây là như thế nào thưa sư. Dạ, con xin cái vấn đề mà con nêu xin sư đã chỉ dạy, đó là có quan điểm cho rằng cái tướng riêng này nó chính là cái lắc khá ná ở trong cái bốn cái ý nghĩa của thực tính pháp. Dạ. Còn cái tướng chung á, thì nó là cái trạng thái, nó là cái trạng thái chung của tất cả các pháp hữu vi, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Điều đó có đúng hay không thưa sư? Dạ, con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kinh bạch Địa Tạng này. Dạ, kính thưa chư quý vị, thật sự cái chữ tướng riêng này có nhiều cách giải thích khác nhau. Nếu ngày xưa đó, hồi chúng ta ở đây đó, thì họ tính bốn cái lắc hành đó, nhưng mà có một vài cái vị đó họ nói cái đó là không phải tướng riêng. Tướng riêng là cái đó là mình cảm nhận như thế nào, nhưng mà mình đừng có chấp cái đó nó là của mình đúng. Thí dụ sư bị ông đông ông nhéo vô cái má anh cái, rồi ông qua ông nhéo vô cái má anh cái, hỏi hai cảm giác giống nhau không? Đó là tướng riêng. Ờ, giải thích vậy đó, mình không biết sao, nhưng mà rất rõ ràng là không thấy ấy được, nó khác nhau rất là xa. Nó thành ra cái đó là riêng của mỗi người, cái ngã chấp của mỗi người như thế nào thì cái điều mà mình cảm nhận ở cái danh sắc đó nó khác nhau, chứ nó không thể nào nó giống nhau được. Chứ mình đừng có nghĩ rằng thân thọ khổ là giống nhau hết, không phải. Thân thọ khổ của ông Tây nó khác, thân thọ khổ ông Mỹ nó khác, thân thọ khổ ông Việt Nam nó khác. Thì đó, cái đó là cái tướng riêng đó, chứ không phải là cái tướng riêng là trà tụ lắc khanh ạ. Thành ra rút rồi tìm đồng chú giải coi họ giải thích sao cũng không thấy, họ giải thích rồi cũng biết được đâu mà đó. Nhưng mà nói để cho quý vị biết là có những cái chuyện như vậy đó. Thành ra mình ở cái thời mà cái thời này là cái thời nó không phải nó mà pháp tượng pháp gì đâu, ra mình đã cố gắng mình phải cẩn thận, chứ còn nếu không nhiều khi mình đi đường xa nó mệt lắm. Thành ra xin được đóng góp vậy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chị Cần Sĩ Năng Hoàng Lễ đồng đạo đà, tất cả phước báo nào phát sanh do pháp thời trong ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng các Cần Sĩ Năng Hoàng Lễ đồng đạo tràng có cơ hội để chấm dứt được các ác pháp ngụ ngầm đầy tâm. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, nam mô Tham Ma. Dạ, nam mô Sang Kha. Dạ, nam mô Rất Ta Na Ta Dạ Sa. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con xin kính tri ân ngài Liệu Ông đã vào Zoom để mà chia sẻ Phật pháp thêm cho chúng con được thêm sự hiểu biết. Dạ, cô Kim, con không thấy cô Kim ở trước máy để mà tụng sám hối Tam Bảo, thì con xin phép được thay mặt cô và thay mặt đạo tràng sẽ tụng kinh sám hối Tam Bảo ạ. Dạ. Út ta măng thề na hoàn đề hằng bà đa bằng sùng qua rút ta măng bút thề yô kha li tô đô sô bút thô kha ma tu tăng ma măng
Uttamang ghe na wan de hang tham mang cha ru vi thang qua rằng tham me yo khali to do so tham mo khamatu tang ma mang Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha ru vi tho ta mang sang khe yo khali to do so sang kho khamatu tang ma mang. Dạ con xin kính dâng mic đến ngài Trị Đức, xin ngài tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn đầy phước báo trong ngày hôm nay ạ. Dạ. Bhagavato sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddhaya nupave na sada sothi bhavantu te bhagavato sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa dhamman nu pa we na sa da so thi phu văn tu te phu văn tu sa pa mang ga lang ra khan tu sa pa e wa ta sa pa sang ka hai nu pa we na sa da so thi phu văn tu te tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ hóa đức của chư Phật, do nhờ hóa đức của giáo pháp, do nhờ hóa đức của chư tăng các sự an lạc thường thường đến người tế a ca la pa su ta u ru na ha bu tha sa sa ne a ru ga su vi ta ho tha sa ha sa bê hi nhà tị phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật. Cầu xin cho các thiền tín phá đình hoàng được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ. Một lần nữa con xin kính tri ân ngài Trị.